cũng đã đến tham dự chương trình tư vấn và tầm soát sức khỏe của Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Lời đầu tiên thì Mai Phương xin được phép thay mặt ban tổ chức gửi đến quý vị đại biểu và toàn thể tất cả quý khán giả đang xem trực tiếp livestream này lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, thì nhằm tuân thủ quy tắc an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 thì chương trình tư vấn và tầm soát sức khỏe của Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ngày hôm nay xin được phép phát trực tiếp trên kênh Facebook của phòng khám và phát lại trên trang Facebook của Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Rất mong nhận được sự theo dõi cũng như là sự chia sẻ của quý quan khách. Và hôm nay đến với chủ đề là chăm sóc toàn diện sức khỏe người cao tuổi, không chỉ dành cho đối tượng là người cao tuổi mà còn dành cho tất cả mọi người, nhằm có thêm thông tin để chăm sóc cho gia đình của mình và bản thân của mình trong tương lai. Thì và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay, cùng đến tham dự của chúng ta, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng Điều hành Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và bên cạnh đó, không thể thiếu được sự có mặt của hai báo cáo viên cùng đồng hành xuyên suốt với chương trình trong chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thị Mộng Hiệp, Cố vấn chuyên môn Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nguyên Phó trưởng Bộ môn Y học gia đình Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và bên cạnh đó là Thạc sĩ Bác sĩ Nguyễn Thùy Châu, giảng viên Bộ môn Y học gia đình Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Và sau đây để bắt đầu chương trình, xin trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp phát biểu khai mạc chương trình hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Chúng ta đang phải thực hiện chỉ thị 16 quy mô toàn thành phố trong cái bối cảnh phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và nhà trường tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch, và cũng không quên những cái đối tượng khác, đó là những cái người cao tuổi. Hiện tại bây giờ là đa phần đang ở nhà, hạn chế tối đa cái việc ra khỏi nhà nếu như không thực sự cần thiết. Thế thì cái chủ đề ngày hôm nay liên quan đến cái việc chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện cho người cao tuổi. Mình gọi là người cao tuổi tức là thường cái tuổi là trên 60. Nhưng mà cái nội dung theo dõi thì bản thân mình nghĩ rằng là không phải chỉ người cao tuổi mà là các thành viên trong gia đình cũng đều có thể được quan tâm và nghe để có thể hỗ trợ cho những người cao tuổi trong cái cuộc sống của họ. Cái chủ đề này rất là hay, được trình bày bởi Thạc sĩ Thùy Châu và Phó Giáo sư Mộng Hiệp. Trong cái bối cảnh là phòng chống Covid, để đảm bảo cái an toàn trong các phòng chống dịch đó, thì các báo cáo viên phải đeo khẩu trang, chứ nếu như mà không đeo khẩu trang thì mọi người sẽ thấy rằng là báo cáo viên sẽ có nét tương đồng. Ở đây là Phó Giáo sư Mộng Hiệp là mẹ ruột của Thạc sĩ Thùy Châu, thì phải nói rằng là cái chủ đề rất là thú vị, bởi vì như chúng ta biết đó, là người cao tuổi thông thường phần lớn á, là càng lớn tuổi thì sẽ có đi kèm các bệnh, đặc biệt là bệnh mãn tính. Thì người cao tuổi có mắc bệnh mãn tính thì bản thân ảnh hưởng đến sức khỏe của người cao tuổi, song song đó với lại cái việc mà lo lắng cho gia đình, con cháu, rồi nó đặc điểm của cái người cao tuổi có rất là nhiều cái vấn đề cần phải được quan tâm, chia sẻ và đặc biệt là phải nhận diện ra và phải đối phó với nó như thế nào. Thì cái chủ đề ngày hôm nay hy vọng rằng là sẽ cung cấp được cái kiến thức bổ ích cho người dân trong cái việc là trang bị những cái kỹ năng cần thiết cho mình để làm sao sống vui, sống khỏe cùng với lại con cháu. Và một lần nữa hết sức là cảm ơn cái đơn vị truyền thông của Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã duy trì thường xuyên cái truyền thông giáo dục sức khỏe giúp cho người dân. Cảm ơn các báo cáo viên và chúc cho các quý bà con cô bác, các anh chị và toàn thể chúng ta thật là nhiều sức khỏe và đặc biệt là thật an lành vượt qua cái đại dịch Covid lần này. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào. Chân thành cảm ơn lời phát biểu rất là đầy tâm tư của thầy ạ. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thùy Châu có đôi lời phát biểu ạ. Kính chào quý bà con cô bác. Thì trong bối cảnh ngày hôm nay thì
bài trình bày của chúng tôi có thể áp dụng trong những cái bối cảnh là tổng quát trong bất cứ giai đoạn nào. Thì có một số những vấn đề thì do cái tình hình giãn cách thì chúng ta sẽ có những cái điều kiện bị hạn chế khá là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể áp dụng trong một cách linh hoạt trong cái điều kiện sẵn có của mình để có thể sống vui, sống khỏe. Xin cảm ơn. Quý vị nhằm hỗ trợ là trao đổi, tương tác với báo cáo viên một cách thuận tiện hơn. Thì chương trình ngày hôm nay của chúng tôi xin phép là để cái phần bình luận trống ở bên dưới để quý vị có thể bình luận vào trực tiếp bên đó, dưới trực tiếp trên livestream này. Và chúng tôi sẽ chuyển những cái thắc mắc của quý vị đến cho báo cáo viên để có thể kịp thời được giải đáp. Và kính thưa quý vị, bên cạnh những mục tiêu truyền thông giúp cho người dân nhận biết, chẩn đoán và phương pháp điều trị của từng mặt bệnh cụ thể, thì bên cạnh đó chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe của phòng khám đa khoa trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch còn có mục tiêu mang đến kiến thức nhằm giúp cho người dân nâng cao chất lượng cuộc sống lẫn cho cả bản thân và gia đình của mình. Và hôm nay thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức bước vào ngày thứ hai của việc giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thì giữa tình hình dịch bệnh có một chút căng thẳng và diễn biến khó lường, thì cùng với sự thay đổi thời tiết một cách đột ngột thì sức khỏe của người cao tuổi có phần nào có sự ảnh hưởng không chỉ về mặt thể chất mà còn về mặt tinh thần. Vì vậy sau đây chúng ta sẽ được nghe phần báo cáo của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thùy Châu về chuẩn bị một tuổi già khỏe mạnh và an vui, nhằm biết thêm những cách chuẩn bị sức khỏe thể chất, tinh thần và cách tổ chức môi trường sống an toàn khi bắt đầu giai đoạn này. Xin kính mời ạ. Xin kính chào quý bà con cô bác. Đối với tuổi già, chúng ta không có một định nghĩa nào tuyệt đối. Tuy nhiên, nếu xét riêng về mặt thể chất, thì đó là giai đoạn mà chúng ta sẽ nhận thấy sự suy giảm rõ rệt của các chức năng trong cơ thể và thông thường là từ lứa tuổi 60 đổ lên. Thì khi bước vào một giai đoạn mới mà nếu như chúng ta không có chuẩn bị đầy đủ những cái hành trang cần thiết thì cảm xúc mang theo thường là bỡ ngỡ, hoang mang và đôi khi là sợ hãi. Thì một trong những cách để chủ động cải thiện cái tình hình này đó là có thể cho mình những cái kiến thức về sức khỏe nền tảng để có thể vững vàng hơn khi bước vào cái giai đoạn mới. Thì để chuẩn bị cho một tuổi già khỏe mạnh và ăn vui, những cái việc này nó không quá xa lạ và ít nhiều đã được truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hệ thống hóa lại cái bức tranh toàn cảnh cùng những điểm lưu ý chính đối với những gì có thể chủ động chuẩn bị được trong giai đoạn rất là đặc biệt này. Trước khi bước vào nội dung chính của bài chia sẻ thì chúng ta sẽ dành một ít thời gian để nói về vai trò của người chăm sóc. Thì nếu như cha mẹ bước vào giai đoạn tuổi già thì đồng nghĩa những người con sẽ cần phải thích nghi với một vai trò mới, đó là chăm sóc cho cha mẹ mình. Thì đối với vai trò này chúng ta cần những lưu ý như sau. Đầu tiên là đặt mình vào vị trí của cha mẹ để có thể phần nào thấu hiểu được những cái tâm tư tình cảm cũng như là chấp nhận được trạng thái mới cả về thể chất cũng như là tinh thần của cha mẹ, để từ đó có được cái thái độ tích cực trong đối xử một cách tôn trọng và khéo léo. Khi thực hiện những cái hành động chăm sóc thì chúng ta nên khuyến khích và nuôi dưỡng sự độc lập của cha mẹ. Thì sự độc lập nó rất là quan trọng vì đó là cái điều kiện cần thiết để giúp tạo ra những cái kích thích thần kinh có lợi, giúp và duy trì cái sự minh mẫn cho người lớn tuổi. Thì sự độc lập này có thể được thực hiện thông qua những cái hành động tự chăm sóc bản thân cũng như là duy trì những cái hoạt động thường ngày mà cha mẹ vẫn có thể tự làm được. Đối với những vấn đề có liên quan trực tiếp với cha mẹ thì chúng ta sẽ hoàn toàn không áp đặt mà ở vai trò lắng nghe, thảo luận và đưa ra những cái hỗ trợ cần thiết. Và đối với những cái kế hoạch lớn nhỏ trong gia đình thì những người con sẽ gánh vác cái trách nhiệm để thực hiện cũng như là tổ chức. Và quan trọng nữa đó là người chăm sóc cũng phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt cả về thể chất cũng như là tinh thần, thì khi đó cái năng lượng chúng ta trao đi mới có thể tích cực. Và bước vào cái nội dung chia sẻ chính thì chúng ta sẽ lần lượt tích lũy dần từng gói hành lý như sau để có thể bước vào một cái hành trình một cách vững vàng nhất. Đầu tiên đó là chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh là những gì cần phải làm. Thứ hai là tạo điều kiện để tâm hồn ngập tràn niềm vui. Và cái thứ ba đó là tổ chức một cuộc sống an toàn. Chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung đầu tiên, chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh.
Một cơ thể khỏe mạnh thì đòi hỏi có nhiều quá trình cần phải được đảm bảo. Thì trong số đó thì có một quá trình luôn xảy ra liên tục trong cơ thể của chúng ta, đó là nhập vào, chuyển hóa và thải ra. Thì nếu như từ giai đoạn nhập vào, chúng ta có thể lựa chọn được những chất bổ dưỡng có lợi cho cơ thể cũng như là tránh những chất gây hại, thì quá trình sau đó sẽ được diễn ra một cách thuận lợi và lành mạnh. Một khi mà chúng ta mắc những cái bệnh lý về chuyển hóa thì các thuốc điều trị sẽ tác động lên quá trình chuyển hóa hoặc là thải ra. Nhưng nếu mà từ quá trình nhập vào chúng ta vẫn duy trì những cái thói quen gây hại cũ thì hiệu quả điều trị cũng khó lòng mà đạt được cái hiệu quả như mong muốn. Nền tảng của một cơ thể khỏe mạnh và cũng là hai cái nhân tố chính tác động trực tiếp đến cái quá trình nói trên, đó chính là dinh dưỡng và vận động. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào những điều cần lưu ý đối với hai vấn đề này. Đối với dinh dưỡng thì đầu tiên đó là nước uống. Thì nhu cầu cơ thể sẽ cần đến 1,5 đến 2 lít nước tinh khiết cho một ngày. Vậy thì làm thế nào để mình biết là mình đã cung cấp đầy đủ lượng nước uống cho cơ thể? Thì chúng ta có thể quan sát cái lượng nước tiểu. Nếu như lượng nước tiểu được tạo ra gần như tương tự cái lượng nước mà mình uống vào, thì và cái màu sắc của nước tiểu của chúng ta là có màu vàng trong, thì có nghĩa là mình đã cung cấp đủ cái lượng nước cho nhu cầu của cơ thể. Thì xin lưu ý rằng với cùng cái lượng nước uống như vậy mà nếu chúng ta chỉ sử dụng khoảng 50% là nước tinh khiết thì cái hiệu quả lọc cũng như là hiệu quả cân bằng môi trường trong cơ thể nó sẽ kém hơn so với việc là chúng ta cung cấp đầy đủ 1,5 đến 2 lít nước tinh khiết cho một ngày. Đối với dinh dưỡng đến từ thực phẩm thì điều đầu tiên đó là cần phải đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm đã. Rồi, tiếp theo đó là cái khẩu phần ăn cho từng cái bữa ăn nó sẽ cần phải cung cấp đầy đủ những cái chất thiết yếu cho cơ thể và cung cấp được cái năng lượng tầm khoảng 35 đến 40 kilocalo cho 1 kg cân nặng. Thì để đạt được cái mục tiêu như vậy thì chúng ta có thể thực hiện một cách tương đối đơn giản và tổng quát như sau. Trước hết là chúng ta sẽ thấy là có 4 cái nhóm thực phẩm mà mình cần phải đưa vào cơ thể, đó là tinh bột, đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Thì về tỷ lệ thì nếu như chúng ta trải tất cả những thức ăn lên một cái đĩa phần trung bình như vậy thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ của nó sẽ là 1 tinh bột, 1 đạm và 2 rau quả. Về lượng thì nó sẽ được gia giảm theo cái nhu cầu của cơ thể. Nếu như một ngày nào đó mà chúng ta có thể hoạt động thể chất nhiều, giả sử như làm vườn hay là tham gia những cái hoạt động bên ngoài trời thì chúng ta có thể ăn nhiều hơn một chút. Và ngược lại, nếu mà ngày hôm đó chúng ta dự là sẽ nghỉ ngơi thì cái lượng thức ăn cũng nên cần nhẹ bớt để phù hợp với cái nhu cầu nghỉ ngơi chung của cả cơ thể. Về loại thì đối với từng cái nhóm thực phẩm thì chúng ta cố gắng trong khả năng của mình, trong cái điều kiện mình có thể thực hiện được thì đa dạng hóa cái thành phần chủng loại của từng cái nhóm thực phẩm. Giả sử như đối với tinh bột thì bên cạnh cơm gạo thì mình còn có các loại đậu hạt, khoai. Đối với đạm thì chúng ta có cái nguồn đạm động vật rất là đa dạng. Bên cạnh đó cũng đừng quên cái nhóm đạm đến từ thực vật, đặc biệt là các loại đậu, một số loại nấm và một số loại rau có màu xanh đậm. Tương tự thì đối với rau quả chúng ta cũng ăn đa dạng. Cái dĩa thức ăn rất là đẹp, rất là nhiều màu sắc. Đó là trong cái trạng thái là tối ưu có thể. Còn nếu mà chúng ta khó mà chuẩn bị được một bữa ăn mà đầy đủ, đa dạng nhất có thể thì chúng ta có thể xen kẽ ngày này qua ngày khác và thay đổi cái thành phần của các cái món. Đối với chất béo thì bên cạnh cái nguồn chất béo sẵn có bên trong thực phẩm, ví dụ như là trứng, sữa, thì khi mà chúng ta chế biến cũng có thể thêm một ít dầu, đặc biệt là dầu ô liu rất là tốt cho sức khỏe. Và một cái nguồn dinh dưỡng nữa đó là đến từ dưỡng khí. Cái phần này thì nó sẽ đến từ cái là cách là chúng ta làm sao để cung cấp cho cơ thể một cái chất lượng không khí mà chúng ta hít thở nó được sạch, nó được trong lành nhất có thể. Thì cái phần này sẽ được nói kỹ hơn ở cái nội dung thứ ba. Như vậy thì tập hợp cả dinh dưỡng đến từ nước, đến từ thực phẩm và đến từ dưỡng khí sẽ
Từ cái giai đoạn mà nhập vào như vậy thì sẽ giúp cho cơ thể chúng ta chuyển hóa và tạo ra những cái chất cần thiết cho cái nhu cầu của cơ thể của mình. Đối với dinh dưỡng, những điều cần hạn chế đó là gì? Thì cho dù là chúng ta tự chế biến hoặc là mua sẵn những cái thức ăn có sẵn thì chúng ta cũng cần là hạn chế tiêu thụ quá nhiều những thực phẩm chứa nhiều đường, nhiều muối, chất béo không có lợi, chẳng hạn như là chất béo đến từ mỡ động vật, từ thức ăn công nghiệp như là thức ăn nhanh, hay là từ các loại bánh ngọt đóng gói sẵn, hoặc là sử dụng cái dầu chiên mà sử dụng chiên đi chiên lại nhiều lần cũng không tốt. Tương tự như vậy, tiêu thụ với lượng nhiều và thường xuyên cái những cái thức uống có cồn thì bên cạnh là sẽ đưa vào cơ thể một cái nguồn năng lượng khó mà kiểm soát, thì bên cạnh đó nó còn gây hại cho hệ tiêu hóa cũng như là hệ thần kinh của chúng ta. Nếu như nhìn những cái hình ảnh này thì chúng ta thấy đây là những cái món ăn mà có vẻ rất là ngon miệng, và đặc biệt là chúng ta sẽ có khuynh hướng là càng thích tiêu thụ những món ăn như vậy khi mà mình đói nhiều hoặc là khi mà chúng ta căng thẳng nhiều. Nhưng nếu mà tạo thành một cái thói quen là tiêu thụ quá thường xuyên những thực phẩm có nhiều dầu mỡ, nhiều đường, nhiều chất phụ gia và đôi khi là có chất bảo quản nữa thì sẽ đem lại những cái hệ lụy không tốt cho sức khỏe, và đặc biệt cho sức khỏe của đường tiêu hóa của mình. Thì đối với thực phẩm thì khi mà chúng ta chế biến và bảo quản thì cũng xin lưu ý là đối với thực phẩm mà về rau củ đã nấu chín thì chúng ta nên ăn trong ngày và không nên để qua đêm. Và bên cạnh đó thì cũng nên chế biến những loại thực phẩm mà không có cần phải để quá lâu ở trong tủ lạnh và hâm đi hâm lại nhiều lần, để tránh cái việc là thứ nhất là mất đi cái hàm lượng dinh dưỡng mà có trong thực phẩm, thứ hai là lại tạo thêm cái điều kiện để cho thực phẩm chuyển hóa thành những cái chất không có lợi cho cơ thể như là những nitrit, và tạo điều kiện cho cái nấm mốc nó phát triển thì rất là không tốt cho sức khỏe. Và xin khuyến khích các quý bà con cô bác là chúng ta nên tự chế biến những cái bữa ăn hàng ngày hơn là đi mua sẵn. Tại vì khi mà chúng ta tự chế biến thì mình mới có thể chủ động dựa trên những cái kiến thức về dinh dưỡng cũng như là tất cả những cái tình cảm của mình đưa vào cái bữa ăn, tạo được một cái bữa ăn giàu dinh dưỡng và nó phù hợp với cái nhu cầu về dinh dưỡng của chính bản thân cũng như là gia đình của mình. Thì về dinh dưỡng, những điều nên làm đó là những gì? Thì đầu tiên hết đó là nên ăn thức ăn mềm, vì thức ăn mềm sẽ phù hợp với hệ thống răng lợi cũng như là hệ tiêu hóa ở người lớn tuổi. Tiếp theo là chúng ta nên chia nhỏ bữa ăn và không nên ăn quá no, đặc biệt là vào bữa ăn tối. Nên ăn khoảng no khoảng 70% và nên cách cái giờ đi ngủ tối thiểu là từ 2 đến 3 giờ. Tiếp theo là nên uống đủ nước và đặc biệt là không đợi khát nước thì mới uống. Và cũng không nên nhịn tiểu, vì nếu mà chúng ta duy trì cái thói quen nhịn tiểu thì nó sẽ càng làm trầm trọng hóa cái vấn đề mà tiêu tiểu không kiểm soát về sau nếu mà có xuất hiện. Khi mà đối với người chăm sóc thì chúng ta cũng quan sát và tìm cái nguyên nhân khi mà thấy cha mẹ có khuynh hướng là chán ăn, bỏ ăn, hoặc là nếu không ở gần thì sẽ thấy cái biểu hiện là họ có thể tăng cân hoặc là sụt cân bất thường, để xem là nguyên nhân ở đâu và tìm cách hỗ trợ. Thì đa phần cái nguyên nhân sẽ đến từ nguyên nhân tâm lý, nhưng mà cũng đôi khi nó cũng có thể là do cái thức ăn nó không đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Chẳng hạn như là đến một giai đoạn nào đó, cha mẹ sẽ có mong muốn ăn những thức ăn thanh nhẹ hơn, phù hợp với cái nhu cầu về năng lượng của mình hơn. Nhưng mà nếu mình vẫn cung cấp những cái thức ăn mà nó quá nhiều năng lượng như là thịt heo, thịt bò, hải sản thì đôi khi nó sẽ không phù hợp và không đúng với cái nhu cầu mà cha mẹ được mong muốn. Thì như vậy thì chúng ta sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu những cái nguyên nhân đằng sau đó là gì để cùng cải thiện. Và một điều nữa đó là khi mà người lớn tuổi có bệnh nền thì cần có một cái chế độ ăn phù hợp. Thì để biết là có bệnh nền hay không thì chúng ta nên đưa cha mẹ đến khám tổng quát định kỳ, tối thiểu là một năm một lần. Và nếu như có một cái bệnh lý nền nào đó được phát hiện thì bác sĩ sẽ tư vấn một cái chế độ ăn phù hợp tương ứng. Thì như vậy thì cái tiên lượng bệnh nó mới có thể cải thiện bên cạnh cái điều trị bằng thuốc. Và một điều cũng rất là quan trọng nữa đó chính là
cái chất lượng bữa ăn không chỉ là chất lượng của thực phẩm mà là chất lượng của không khí bữa ăn, thì chúng ta tạo ra một cái môi trường khi mà cùng giao tiếp, cùng ăn uống và cũng cùng kết nối để tăng cái chất lượng tình cảm ở trong gia đình, tránh việc là mỗi người thu mình riêng về một góc với một cái điện thoại hoặc là một cái máy tính bảng hay một cái công cụ thông minh nào đó, mà nên tạo ra một bữa ăn thực sự là chất lượng cả về cái chất cũng như là cái thần. Thì nếu như đối với dinh dưỡng, đó là chúng ta sẽ chủ động đưa vào cơ thể những cái chất có lợi ở cái quá trình là nhập vào, thì tiếp theo là vận động sẽ giúp cho cái quá trình chuyển hóa cũng như là đào thải được thuận lợi và lành mạnh hơn. Như vậy thì vận động sẽ có ích lợi gì đối với sức khỏe của chúng ta? Thì nhiều nghiên cứu đã cho thấy cái hiệu quả rất là rõ ràng của vận động trên cơ thể. Thì với cái lứa tuổi lớn tuổi thì sẽ dần dần xuất hiện những cái vấn đề về sức khỏe như là sa sút trí tuệ, như là vấn đề về cơ xương khớp, dễ bị trầm cảm, sự xuất hiện của các bệnh lý như là ung thư, các bệnh lý về chuyển hóa, bệnh lý tim mạch và tất cả những vấn đề có thể đưa đến tử vong ở người lớn tuổi. Thì khi mà chúng ta vận động một cách điều hòa và thường xuyên thì sẽ giúp giảm nguy cơ của tất cả những cái vấn đề này. Tuy nhiên, cái vấn đề vận động thì nó cũng khó được thực hiện do là cái yêu cầu tự giác cũng khá là cao, và sau đó là cần phải hình thành được cái thói quen và được duy trì hàng ngày. Thì để thực hiện được cái điều này thì chúng ta cần có một cái động lực lớn. Như vậy thì để xây dựng một cái động lực lớn để duy trì một cái vận động hàng ngày thì chúng ta cần phải hiểu được cái tác động tích cực của vận động lên sức khỏe của chúng ta là như thế nào. Thì hầu hết là những cái bệnh lý mãn tính mắc phải được hình thành là do cái sự ứ động cũng như là tích lũy những cái chất có hại trong cơ thể trong cái thời gian dài. Từ đó dẫn đến là chức năng các cơ quan sẽ bị suy giảm và cái cơ chế điều hòa, cái hoạt động của những cơ quan đó cũng bị ảnh hưởng. Vậy thì khi mà mình vận động cho dù là bất cứ dưới hình thức nào thì sẽ xảy ra ba cái quá trình như sau. Đầu tiên là quá trình về động học, thì khi đó nhịp tim chúng ta sẽ được tăng lên, nhịp thở tăng và cái tuần hoàn máu nó cũng sẽ được tăng. Và cái kết quả của cái động học này sẽ giúp cho hạn chế cái vấn đề là tắc nghẽn. Tiếp theo là quá trình sinh hóa, thì chúng ta sẽ thấy là có sự tăng trao đổi chất. Khi đó có nghĩa là chúng ta sẽ tăng hấp thụ những chất dinh dưỡng có lợi như là oxy, các vitamin và khoáng chất từ bữa ăn, và bên cạnh đó cũng sẽ tăng đốt cháy năng lượng từ đường, mỡ để tạo năng lượng có ích cho cơ thể. Và bên cạnh đó cũng sẽ đào thải và thúc đẩy cái tiến độ đào thải của những cái chất không có lợi cho cơ thể ra ngoài. Bên cạnh đó thì vận động cũng sẽ giúp cho giảm cái hiện tượng viêm kéo dài trong cơ thể. Thì hiện tượng viêm này có thể hiểu nôm na đó là cái trạng thái căng thẳng, trạng thái stress ở mức độ là tế bào. Và cái trạng thái này nó cũng là một trong những cái yếu tố mà góp phần làm tăng cái vấn đề về tắc nghẽn ở trong cơ thể. Một cái quá trình thứ ba đó là quá trình về thần kinh. Thì khi mà chúng ta vận động thì cái hệ thần kinh tự động sẽ được điều hòa. Thì hệ thần kinh tự động đó là cái hệ thần kinh mà nó giúp cho các cái cơ quan nội tạng trong cơ thể được hoạt động một cách nhịp nhàng, như là tim đập, như là phổi chúng ta giãn nở, như là ruột chúng ta co bóp và thận thải những cái chất độc trong cái cơ thể. Thì hệ thần kinh tự động khỏe mạnh nó sẽ giúp cho các cái cơ quan nội tạng được hoạt động một cách nhịp nhàng và lành mạnh. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta vận động với một cái sự thư thái dễ chịu thì cũng sẽ giúp tạo ra một cái hormone rất là đặc biệt, đó là endorphin. Và đây là một cái chất giảm đau tự nhiên nội sinh mà rất là an toàn. Vậy thì cái tác động của cả ba cái quá trình này sẽ giúp cho cái tế bào của chúng ta được khỏe mạnh và toàn vẹn. Thì một tế bào khỏe mạnh nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ thăng bằng, và thứ hai nó sẽ giảm được những cái nguy cơ mà bị đột biến, cái khả năng sửa chữa của nó sẽ được tăng lên. Và cái thứ ba là cái tuổi thọ của tế bào cũng sẽ được kéo dài. Và khi mà mỗi một tế bào của chúng ta được khỏe mạnh thì cả cơ thể của chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Một khi đã hình thành được cái động lực để có thể vận động thì những điều chúng ta nên làm là gì?
Đầu tiên là tìm hiểu bài tập phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình, không nên ráng làm theo số đông mà cần lắng nghe cơ thể, cũng như là tham khảo ý kiến của bác sĩ cũng như là các chuyên viên về vật lý trị liệu để có bài tập một cách cá thể hóa phù hợp với bản thân mình. Mức độ vận động nên là nhẹ nhàng, được duy trì tầm 30 đến 45 phút một ngày và chúng ta thực hiện như vậy đều đặn mỗi ngày. Lựa chọn những cái tư thế đảm bảo sự thăng bằng mà không có tăng cái nguy cơ té ngã, cũng như là đặc biệt là không có gây đau ở bất cứ cái vị trí nào trong cơ thể. Thì trước khi vận động thì chúng ta cũng chuẩn bị cho cơ thể được thích nghi bằng cách là uống đủ nước và tập những cái bài tập khởi động nhẹ nhàng. Trong cái điều kiện tối thiểu thì cũng khuyến khích người lớn tuổi sẽ có thể tự làm được những cái việc cá nhân như là chăm sóc bản thân hay là duy trì những cái hoạt động mà đó giờ họ vẫn có thể thực hiện được. Thì điều này rất là quan trọng như đã trình bày ở phần đầu, thì nó sẽ giúp cho cái duy trì cái hệ thần kinh cũng là nhận thức được lành mạnh ở người lớn tuổi. Và khi mà chúng ta vận động thì tạo điều kiện để có thể tiếp xúc được với con người, thiên nhiên và ánh sáng, đặc biệt là những con người tích cực. Thiên nhiên thì sẽ giúp cho mình có được nguồn dưỡng khí trong lành, và ánh sáng sẽ có được cái nguồn vitamin D tự nhiên giúp cho xương chắc khỏe và tinh thần cũng được sảng khoái. Và cái năng lượng này nó sẽ tích cực hơn nhiều so với việc là chúng ta tập ở cái môi trường là phòng kín và ít nhiều là cô lập. Và cũng như dinh dưỡng, đối với người chăm sóc thì khi mà người thân lớn tuổi của mình từ chối vận động thì chúng ta nên dành thời gian để lắng nghe, tìm hiểu nguyên nhân và có những cái biện pháp để hỗ trợ cải thiện. Giả sử như nếu cha mẹ mình muốn đi bộ nhưng lại có vấn đề là đau lưng thì chúng ta cần phải đưa cha mẹ đến khám để chữa cái cơn đau cấp. Sau đó sẽ có những cái bài tập để giúp cho cái phần lưng được chắc khỏe, và sau một cái thời gian để cho phần lưng được phục hồi thì khi đó cha mẹ có thể bắt đầu tập những cái bài tập như là đi bộ. Bên cạnh những cái nguyên nhân về mặt thể chất thì cũng có thể có những nguyên nhân về mặt tâm lý, chẳng hạn như là sợ té ngã. Thì khi đó chúng ta khi mà tìm hiểu được rồi thì có thể trang bị giúp cho cha mẹ những cái giày dép phù hợp có độ bám tốt, hoặc là những cái công cụ giúp cho những cái bước đi được an toàn hơn. Thì trong bất kỳ tình huống nào thì chúng ta cần phải lắng nghe và không có áp đặt, tìm hiểu được cái nguyên nhân sâu xa của những vấn đề này là gì để có thể cùng cải thiện. Như vậy là chúng ta đã đóng được cái gói hành lý đầu tiên, bao gồm hai cái vật chính, đó là vấn đề về dinh dưỡng và vận động. Sau đây chúng ta sẽ bước tiếp tục cái gói hành lý thứ hai, là những gì có thể thực hiện để tạo được cái điều kiện để tâm hồn chúng ta ngập tràn niềm vui. Nếu như đối với sức khỏe thể chất thì những cái phương pháp để cải thiện dinh dưỡng cũng như là vận động đã được nghiên cứu rất là nhiều rồi, thì đối với sức khỏe tinh thần thì đây lại là một cái khoa học đầy mới mẻ và cũng chưa được quan tâm phát triển. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì nền tảng để có được một cái sức khỏe tinh thần tốt có lẽ sẽ phụ thuộc vào việc mà chúng ta có thể chủ động luyện tập để có được, thứ nhất là những suy nghĩ tích cực, thứ hai là những cái hành động chủ động dựa trên những vấn đề mà bản thân mình có thể lựa chọn cũng như là chuyển hóa và thay đổi. Thì nói về hạnh phúc thì đây không phải là những cái vấn đề mà nó đi theo cái lề luật của xã hội, mà đó là cái cảm giác trạng thái đủ đầy trọn vẹn mà chính bản thân của chúng ta cảm nhận được. Vậy thì hạnh phúc được quyết định bởi điều gì? Thì đa phần chúng ta thấy ở đây những vấn đề xảy ra trước khi chúng ta sinh ra, hoặc là những vấn đề về ngoại cảnh đều là những cái phần mà chúng ta hoàn toàn không thể nào tác động lên được. Thì điều duy nhất mình có thể tác động và thay đổi được đó chính là cách chúng ta suy nghĩ. Như vậy thì một cách nghĩ tích cực sẽ có thể tạo ra được một cảm xúc tích cực, từ đó sẽ dẫn đến những thái độ, hành động phù hợp và nâng cao cái nhận thức chung của chúng ta. Và ngược lại, như vậy thì chúng ta cần phải chủ động lựa chọn những cái cách nghĩ tích cực trong những cái tình huống xảy ra trong cuộc sống của mình. Thì đây không phải là một cái năng lực mà nó tự nhiên sẵn có, mà chúng ta cần phải luyện tập càng sớm càng tốt. Giống như là trong ca khúc của Trịnh Công Sơn, mỗi ngày không phải là mỗi ngày tôi có một niềm vui, mà là mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Và thông thường thì cái cách nghĩ tích cực sẽ được xuất phát từ một cái nội tâm tĩnh lặng,
Đó là lý do vì sao mà những bài tập thở, những buổi thiền định là rất là được khuyến khích. Thì đối với vai trò của người chăm sóc thì chúng ta cũng nên tạo ra và tôn trọng cái không gian cá nhân tối thiểu dành cho người thân lớn tuổi của mình, để ở nơi đó thì họ có thể tự làm những cái vấn đề, những cái công việc mà mình yêu thích, cũng như là cũng đủ cái sự tĩnh lặng để tạo tiền đề cho những cái cảm xúc tích cực nó được nảy sinh. Điều tiếp theo mà mình có thể tác động được đó là chủ động tạo ra cái hạnh phúc tự thân từ những cái hành động cụ thể. Thì mẹo ở đây là chúng ta sẽ không đợi cảm giác vui thì mới bắt đầu thực hiện, mà chúng ta cứ làm đi, rồi cái cảm xúc tích cực nó sẽ đến. Giống như là khi chúng ta muốn có một cái ánh sáng ở trong căn phòng thì điều đầu tiên chúng ta cần làm đó là bật công tắc. Vậy khi thực hiện những cái hành động này sẽ có 3 nhóm những cái chất sau đây sẽ được chính trong cơ thể của mình tạo ra. Đầu tiên đó là dopamine sẽ được tạo ra, sản xuất ra khi chúng ta làm những cái hoạt động thiên về giải trí và sáng tạo. Tức là những cái hành động nào mà nó có một cái động lực được thực hiện, rồi sau đó chúng ta có cái mục tiêu được hoàn thành. Cho dù đó là những điều rất là đơn giản như là ngủ dậy vào một cái giờ nhất định nào đó trong ngày, hay là mục tiêu là chúng ta sắp xếp lại cái khu vực của cá nhân, hay là dành bao nhiêu phút đó để chăm sóc cây cảnh trong nhà. Hoặc nữa là nếu mà chúng ta có những cái thú vui hoặc là những cái năng khiếu đặc biệt thì nên là duy trì những cái điều đó, chẳng hạn như là nấu ăn, làm bánh, chơi nhạc cụ, nghe nhạc hoặc là chơi cờ, miễn sao nó nằm trong những cái hoạt động lành mạnh là được. Cái hormone tiếp theo sẽ được sản xuất ra trong cơ thể mình đó chính là oxytocin. Khi mà mình tạo được những cái hoạt động liên kết tình cảm, cả trao đi và nhận lại những cái yêu thương dành cho những người thân, những người xung quanh mình, thì khi đó, khi mà những cái tình cảm tiêu cực được loại bỏ bớt và chúng ta thay vào đó bằng cách là xây dựng và duy trì những cái tình cảm tốt đẹp, và từ đó sẽ thể hiện ra thông qua những cái lời nói, cử chỉ và hành động, thì sẽ giúp tạo ra cái hormone gắn kết này rất là nhiều. Và cũng xin lưu ý rằng nếu như chúng ta có người thân lớn tuổi đã trải qua một cái giai đoạn đơn thân, và nếu như họ có thể gặp được một người bạn đời ở cái lứa tuổi già, thì đó cũng là một điều cần phải được đón nhận và khuyến khích. Một cái hormone nữa đó sẽ là serotonin, là một chất sẽ được chính cơ thể của mình sản xuất ra khi mà chúng ta thực hiện những hành động kết nối giữa người với người, người với thiên nhiên, để làm sao mà những cái hành động đó mang lại những cái giá trị tích cực, cho dù đó là nhỏ hay là lớn trong cái gia đình hoặc là cái cộng đồng mà mình sinh sống đó. Thì những giá trị có thể trao đi có thể là những kiến thức, những lời khuyên hoặc là những cái hành động cống hiến chúng ta có thể thực hiện trực tiếp hoặc là thông qua những cái đường truyền internet, những cái mạng xã hội. Đặc biệt là trong cái mùa dịch này thì chúng ta vẫn có thể có được cái internet để duy trì cái hoạt động kết nối và tạo ra cái nguồn serotonin này. Vậy thì khi mà chúng ta làm đầy cái không gian sống của mình bằng tất cả những cái hormone hạnh phúc này thì đó là cái liều thuốc mà tích cực nhất, mà không có bất kỳ một người bác sĩ tâm lý hay là tâm thần nào có thể giúp mình cung cấp được cho chính mình tất cả những cái hormone hạnh phúc như vậy. Như vậy thì thay vì đặt cái quyết định hạnh phúc của chúng ta vào những cái vấn đề mà mình không thể nào tác động được, thì chúng ta sẽ dồn nó vào những cái gì mà mình có thể chủ động thay đổi được. Đó là suy nghĩ của chúng ta, lựa chọn một cái cách nghĩ tích cực hơn, cũng như là chủ động tìm được những cái hành động nào đó để mình có thể lấp đầy cái cuộc sống của mình bởi những cái điều tuyệt vời này. Vậy là sau khi chúng ta có những cái điều kiện để chuẩn bị được một cơ thể cũng như là tâm hồn được khỏe mạnh, thì chúng ta sẽ bước vào nội dung thứ ba, cũng là cái nội dung cuối cùng, đó là làm thế nào để có thể tổ chức được một cái cuộc sống an toàn cho người cao tuổi. Cái cảm giác an toàn sẽ được tạo ra khi mà chúng ta chủ động phòng tránh được những cái tình huống bất lợi không mong muốn có thể xảy ra.
thì đối với người thân lớn tuổi thì nên trang bị một số những vật bất ly thân như sau. Đầu tiên là những cái giấy tờ liên quan đến những cái thông tin cá nhân như là chứng minh thư hoặc là bản photo của nó, bản thẻ bảo hiểm y tế, và khuyến khích là chúng ta nên có một cái thẻ thông tin về mặt sức khỏe. Thì đây là cái thẻ gì? Thì cái thẻ này sẽ có những cái thông tin nền tảng của chúng ta như là nhóm máu, những cái nguy cơ đã có, những vấn đề về dị ứng, đặc biệt là với dị ứng với thuốc hoặc là với những cái thực phẩm đặc biệt. Ngoài ra là sẽ có được những cái thông tin về bệnh lý nền, những cái chức năng nền tảng của các cơ quan trong cơ thể nếu mà nó có hiện tượng là suy giảm. Ngoài ra là còn có những cái thuốc điều trị chính mà người thân của mình đang sử dụng hàng ngày. Thì cái thẻ thông tin sức khỏe này có thể được cung cấp bởi chính bác sĩ chăm sóc cho người thân của mình, và người bác sĩ này là làm việc ở những cái cơ sở y tế có uy tín. Thì như vậy, trong bất cứ những cái trường hợp nào, dù là can thiệp khẩn hoặc là không khẩn, thì đối với những người nhân viên y tế khác bên ngoài cái người bác sĩ chính chăm sóc cho người thân của mình, thì họ cũng sẽ có được những cái thông tin tối thiểu cần thiết để ra được cái quyết định điều trị phù hợp, chẳng hạn như là cần truyền máu khẩn hoặc là cần điều trị nhiễm trùng, lựa chọn cái kháng sinh nào đó mà người thân mình có thể đang có dị ứng thì sẽ lựa chọn những cái kháng sinh khác không có gây nguy hiểm, hoặc là lựa chọn những cái thuốc nào đó mà không có ảnh hưởng đến chức năng gan thận, giả sử như người thân của mình đã có những vấn đề về suy gan hay là suy thận. Và một cái nữa là để tránh cái tương tác giữa các thuốc khác nhau, đặc biệt là những cái tương tác gây nguy hiểm. Vì vậy mà cái thẻ về thông tin sức khỏe này là rất là cần thiết, đặc biệt là đối với người lớn tuổi. Món đồ cần chuẩn bị tiếp theo đó chính là một cái điện thoại di động đơn giản, không cần quá nhiều những cái tính năng đặc biệt, nhưng mà cần sẽ có cái chức năng là định vị để giúp cho chúng ta có thể tìm được cái người thân của mình trong trường hợp lạc đường. Hoặc và bên cạnh đó là sẽ có được cái số liên lạc khẩn để người thân của chúng ta có thể thao tác một cách đơn giản và liên lạc được với chúng ta một cách nhanh nhất có thể. Món đồ tiếp theo đó là những cái thuốc điều trị khẩn. Thì nếu như người thân của mình có những vấn đề về bệnh lý nền nhưng mà có những cái nguy cơ có thể diễn biến xấu một cách đột ngột thì cần những cái thuốc hỗ trợ khẩn, giả sử như là thuốc giãn phế quản cắt cơn trong bệnh hen phế quản, giả sử như là thuốc chống dị ứng trong những cái dạng dị ứng từ trung bình đổ lên, hoặc là bệnh tim thiếu máu cục bộ có triệu chứng đau thắt ngực thì cũng có cái viên ngậm dưới lưỡi, vân vân. Thì chúng ta nên trang bị những cái thuốc như vậy và để sẵn bên người. Một món nữa là đó là tiền mặt. Đôi khi ở một cái giai đoạn trước chúng ta sẽ có quen cái thói quen là sử dụng thẻ, thì đến một giai đoạn nào đó thì chúng ta sẽ để dự phòng những cái nguy cơ mà mình không có được cái nơi để rút tiền, hoặc là mình đột ngột quên cái mật mã để rút tiền chẳng hạn, thì luôn là dành một chút tiền mặt ở trong trong bóp, trong ví. Và đối với những cái vật bất ly thân này, khi mà người thân lớn tuổi của mình đi ra ngoài thì sẽ đeo trên người, còn khi mà ở trong nhà thì đặt những cái vật bất ly thân này ở những cái vị trí mà sinh hoạt chính của người thân của mình để chuẩn bị cho một môi trường sống an toàn. Thì bên cạnh những cái vật dụng, những thiết bị cần thiết cho những cái tiện nghi của chúng ta trong ngôi nhà ở thì cũng cần đảm bảo những vấn đề an toàn như sau. Đầu tiên đó là an toàn về mặt thông khí. Thì như đã chia sẻ ở phần đầu của bài trình bày thì cái nguồn dưỡng chất của mình có thể đến từ nước, từ thực phẩm và cả từ dưỡng khí cung cấp một lượng oxy cho cơ thể. Thì để cho cái nguồn không khí của mình được trong lành thì chúng ta nên đảm bảo cái luồng thông tự nhiên của không khí từ cửa sổ, từ quạt gió, từ giếng trời, và đảm bảo cái thời gian mở cửa được đầy đủ. Thì đối với những ai mà sống ở nơi có không khí lạnh thì chúng ta cũng nên mở cửa 5 phút cho mỗi 1 tiếng đồng hồ, thì cái hiệu quả không khí nó sẽ tốt hơn so với việc là chúng ta đóng cửa kính trong suốt cả buổi rồi sau đó mở hẳn ra 15-30 phút. Bên cạnh đó thì mình cũng nên hạn chế sử dụng những cái hóa chất bay hơi
có nồng độ đậm, có mùi hương đậm, cũng như là những thiết bị có gây ảnh hưởng đến cái chất lượng không khí trong nhà, giả sử như là khí gas, nên bật khóa an toàn sau khi sử dụng và cũng hạn chế sử dụng những cái chất đốt từ các cái sản phẩm sinh học như là nhang, từ khói nhang, khói trầm quá nhiều hoặc là từ bếp củi lửa. Điều thứ hai cần phải đảm bảo đó là an toàn về điện. Thì khuyến khích quý bà con cô bác chúng ta đọc kỹ cái cẩm nang về phòng cháy chữa cháy trong gia đình được biên soạn bởi Cục Cảnh sát của phòng cháy chữa cháy, nếu là đầy đủ. Thì ở đây lưu ý một số những vấn đề như là đối với thiết bị dành cho người lớn tuổi thì chúng ta nên bảo dưỡng thường xuyên, thay mới khi cần thiết. Các cái dây dẫn thì được đảm bảo an toàn và trạng thái là cái chất lượng tốt. Nên dọn dẹp những cái vật dụng mà có nguy cơ bắt lửa và cũng đảm bảo cái ánh sáng để cho người lớn tuổi có thể thấy đường khi mà di chuyển, khi mà trời tối, đặc biệt là những cái đèn tự động phát sáng ngay trước cửa phòng của họ, hoặc là trang bị sẵn những cái đèn pin ngay tại cái tủ đầu giường. Một cái an toàn nữa đó là an toàn về di chuyển ngay bên trong ngôi nhà ở. Thì một cách tối ưu thì nơi sinh hoạt chính của người lớn tuổi thì nên được bố trí ở tầng trệt, hoặc là ở cái tầng nào thấp nhất mà với cái lối đi di chuyển thang lầu an toàn, có cái tay vịn chắc chắn. Ngoài ra thì nếu mà trên cùng một cái mặt phẳng sinh hoạt thì chúng ta nên tránh những cái bậc tam cấp không cần thiết, đặc biệt là những cái bậc thang mà nó lại có cùng cái màu sắc nữa thì lại gây dễ cái nguy cơ té ngã cho người lớn tuổi. Ngoài ra cũng trên cùng một mặt phẳng thì chúng ta nên dọn dẹp đồ đạc được gọn gàng và tránh sử dụng những cái vật dụng hay là thiết bị có mũi nhọn. Và một điều nữa đó là chúng ta đừng ngại sử dụng những cái vật dụng, những cái thiết bị hỗ trợ để nhằm mục đích là phòng ngừa té ngã cho người thân lớn tuổi của mình. Các vật dụng cũng như là thiết bị để dự phòng té ngã có thể trang bị như là đối với nền nhà, đặc biệt là nền nhà ở cái khu vực dễ bị ẩm ướt như là nhà vệ sinh, toilet, sân hoặc là khu vực bếp, thì nên sử dụng những cái nền nhà nào mà nó không có quá bóng gây trơn trượt nên có độ bám. Và nếu có thể thì chúng ta sử dụng thêm những cái miếng lót để giúp phòng ngừa tránh trơn trượt ở những cái vị trí này. Ở khu vực vệ sinh thì có những cái thiết bị hỗ trợ cho cái vấn đề là người lớn tuổi di chuyển tự thực hiện những cái hành động vệ sinh cá nhân được thuận lợi, và một cái ghế để giúp cho người lớn tuổi có thể ngồi tắm một cách an toàn và vững vàng cũng là điều nên được chuẩn bị. Đối với những hoạt động mà cần phải thay đổi tư thế thì chúng ta có thể trang bị thêm những cái vị trí có gắn những cái thanh vịn như vậy chắc chắn, và tùy theo cái mục đích sử dụng mà mình có thể lựa chọn những cái hình thức của cái thanh vịn đó theo cái nhu cầu của cá nhân. Chúng ta có rất là nhiều những cái mặt hàng này mà chúng ta khi cần nghĩ đến và chúng ta tìm để đáp ứng cái nhu cầu của từng người thân của mình. Đối với người chăm sóc thì những cái hành động chăm sóc dành cho người thân của mình sẽ đạt hiệu quả hơn khi mà chúng ta có thể chú ý đến những cái tiểu tiết, chẳng hạn như là đảm bảo cho người thân của mình có được cái thời gian được thoải mái, miễn sao nó vẫn phù hợp với cái giờ sinh học của họ, không bị hấp tấp vội vã dẫn đến là dễ bị té ngã. Đối với quần áo và giày dép thì cần phải thích hợp với lại thói quen sinh hoạt, hoạt động hàng ngày cũng như là những cái bệnh lý về xương khớp nền của người thân của mình. Giày dép thì chúng ta nên chọn những loại mà nó không có phức tạp khi mà mang vào, tháo ra, và cũng như là có cái độ bám tốt đối với sàn nhà. Và cái khu vực mà thay giày dép thì cũng nên có một cái ghế vững vàng có điểm tựa. Đối với quần áo cũng vậy, giả sử những người thân của mình có một cái vấn đề về co rút ở khớp vai chẳng hạn, thì cái áo phù hợp sẽ là những cái dạng áo sơ mi cài trước có độ chung giãn, và tránh những cái áo tròng đầu không có độ chung giãn. Chúng ta có thể quan sát và xem là người thân của mình có vấn đề gì để chúng ta trang bị những cái quần áo được phù hợp. Đối với lại nệm gối cũng như vậy, cũng phù hợp với riêng những cái sở thích, những cái mong muốn, nhu cầu cá nhân riêng, và cũng phù hợp với lại tình trạng bệnh lý xương khớp. Thì một cái nệm gối phù hợp thì nó sẽ rất là cá thể hóa,
thì điều để chúng ta có thể biết được nó có phù hợp với người thân của mình hay không thì chúng ta có thể quan sát sau cái giấc ngủ thì người thân của mình có cảm thấy là khỏe khoắn và không có bị đau sau khi thức dậy hay không, thì là cái nệm gối đó nó trong cái trạng thái phù hợp với họ. Một cái nữa là cái phương tiện di chuyển này cần phải an toàn dành cho người thân của mình, cho dù đó là phương tiện là 4 bánh hay là 2 bánh thì người thân của mình cũng cần phải được đeo cái dây an toàn và ngồi ở cái vị trí là ghế chính, tránh cái vị trí ghế trung gian hay là ghế phụ. Đối với lái xe 2 bánh thì cũng có thể có cái dây đai an toàn để giúp cho tránh cái nguy cơ bị té ngã chúng ta có thể trang bị. Và một điểm nho nhỏ đó nữa là sổ ghi chú dành cho người thân của mình. Thì khi mà đến một cái lứa tuổi mà chúng ta bắt đầu có sự suy giảm về mặt trí nhớ thì cuốn sổ này sẽ giúp phần nào cải thiện cái mức độ chủ động của người thân của mình trong mọi hoạt động trong cuộc sống, nhất là khi mà cái người chăm sóc đang phải đi làm hoặc là không có mặt ngay cái lúc mà người lớn tuổi của mình đang cần. Thì chúng ta có thể ghi chú những cái gì, những cái số điện thoại khẩn của người thân của mình hoặc là những cái số điện thoại về cấp cứu như là 114 báo cháy, 115 cấp cứu, những cái số mật mã dành cho những vấn đề quan trọng ví dụ như là két sắt của mình chẳng hạn, hoặc là tài khoản ngân hàng, hay là những cái vấn đề thường thức hơn như là mật mã về email, về các cái mạng xã hội mà trước đây mà người thân của mình cũng đã từng sử dụng. Thì để tránh cái việc là lãng quên đột ngột thì chúng ta có cái cuốn sổ này thì cũng giúp chủ động hơn rất là nhiều. Và đến giai đoạn mà người thân lớn tuổi của mình có thể bị hạn chế về những cái vấn đề về tự di chuyển thì khi mà giúp nâng lực chúng ta có thể đảm bảo những vấn đề như sau. Thứ nhất là nâng đỡ theo các cái cơ lớn và những cái xương lớn như là vùng vai và vùng đùi, tránh cầm nắm vào những cái vị trí mà chúng ta thấy là dễ nắm bắt như là cổ tay, cánh tay vì rất dễ gây những cái tổn thương. Và khi mà chúng ta giúp nâng lực thì không dồn sức vào cơ lưng và cố gắng luôn giữ cho phần cột sống cả từ lưng, từ ngực và cổ được thẳng. Và trong những cái tình huống mà nếu mà có khẩn cấp thì cũng nên kêu gọi sự trợ giúp. Cái sự nâng đỡ từ phía hai người thì nó sẽ luôn an toàn hơn là chúng ta tự một mình cố gắng nâng lực người thân của mình. Và trên thị trường thì có rất là nhiều những cái đai dịch chuyển mà bán sẵn thì chúng ta cũng có thể mua để ở nhà phòng hờ những cái trường hợp có thể sử dụng đến, thì khi đó cái đai dịch chuyển này sẽ giúp di chuyển một cách an toàn. Và như vậy là chúng ta vừa lần lượt tích lũy những cái kiến thức tối thiểu để chuẩn bị cho một cái giai đoạn mới để có thể vững vàng hơn, đó là chuẩn bị một cơ thể khỏe mạnh, chuẩn bị những cái điều kiện để một cái sức khỏe tinh thần được tốt đẹp và những cái cách nhỏ nhỏ để tổ chức một cái cuộc sống an toàn. Thì đối với vị trí của người chăm sóc thì chúng ta sẽ cần phải bên cạnh những cái hướng dẫn chung thì chúng ta cần quan sát cũng như là lắng nghe, thấu hiểu những cái điều đặc biệt riêng của chính người thân của mình, để từ đó mà từ cái tình yêu thương chúng ta có thể thiết lập được một cái cuộc sống tốt đẹp phù hợp cho chính người thân yêu của mình. Và xin kết thúc bài chia sẻ ngày hôm nay bởi một cái câu châm ngôn của Đức Dalai Lama, đó là tạm dịch đó là hạnh phúc, đó là trạng thái cao nhất, đủ đầy nhất của sức khỏe. Và kính chúc cho quý bà con cô bác chúng ta có thể chủ động tạo được những cái động lực đủ lớn, đủ mạnh và sau đó là đưa mình đến những cái trạng thái tốt đẹp nhất có thể của sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe, sự chú ý của quý bà con cô bác và xin trân trọng kính chào. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn phần báo cáo rất là đầy đủ thông tin và rất là nhiều thông tin bổ ích từ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Châu, và cùng với sự thông cảm cũng như là sự theo dõi của quý vị. Và kính thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ đi đến một phần tiếp theo. Kính thưa quý vị, khi cơ thể của chúng ta bước sang một độ tuổi nhất định thì bắt đầu sẽ có sự lão hóa và những biểu hiện bất thường của cơ thể về mặt thể chất. Thì đôi lúc những sự xuất hiện đó làm cho chúng ta cảm thấy có đôi chút hoang mang, lo sợ, dẫn đến tinh thần và chất lượng của cuộc sống của chúng ta bị ảnh hưởng. Vì thế, tiếp theo chương trình xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thị Mộng Hiệp sẽ có phần báo cáo về đón nhận một cách tích cực khi cơ thể không được khỏe mạnh,
nhằm giúp chúng ta hiểu thêm về những cách đón nhận cơ thể khi cơ thể của chúng ta bắt đầu bước sang một độ tuổi nhất định một cách tích cực hơn với một cuộc sống có nhiều chất lượng hơn. Xin kính mời ạ. Xin kính chào quý vị. Sau đây tôi sẽ trình bày cái phần còn lại, đó là phần đón nhận một cách tích cực khi cơ thể không còn khỏe mạnh. Bước đầu thì chúng ta cần biết cái vòng đời, đó là cái quy luật mà tất cả mọi người chúng ta sẽ phải trải qua từ khi chúng ta mới sinh ra, biết bò, sau đó biết đi, đến trường, tốt nghiệp, đi làm và trưởng thành. Sau đó chúng ta lớn tuổi dần để rồi cuối cùng thì lìa khỏi cái cuộc sống này. Thì để đi cả một cái hành trang như vậy, về kiến thức chúng ta cần có những cái kiến thức khi chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn mới. Và mục tiêu của bài nói chuyện này thì làm sao để chuẩn bị cho chúng ta có một chất lượng cuộc sống rất là tích cực nhất cho một phần ba sau của cuộc đời. Để đón nhận một cách tích cực nhất thì chúng ta cần biết sơ qua về những cái vấn đề sức khỏe về thể chất, sức khỏe tinh thần, một số hiểu biết về suy giảm trí nhớ và cái phần cuối cùng tôi muốn trình bày về hành trang cho hành trình tiếp theo. Sau đây tôi xin trình bày cái quá trình suy giảm các chức năng của cơ thể. Thì khi mà cơ thể chúng ta già đi á, đây là các chức năng của cơ thể chúng ta. Thí dụ như là chức năng của cơ quan tim, não, thận, vân vân. Nếu chúng ta không làm, không tập luyện, không làm gì hết thì từ từ á, cái sức khỏe của ta, chúng ta sẽ giảm xuống như cái đường cong C. Nó giảm dần theo thời gian nếu chúng ta không tác động gì lên. Còn nếu trong trường hợp á, mà chúng ta có làm những cái biện pháp dự phòng, có tập luyện, có thay đổi lối sống thì cái sự suy giảm nên đi theo cái đường A này, nên nghĩa là nó quá trình nó suy giảm, nó giảm chậm hơn và có cả một thời gian dài sức khỏe của ta chúng ta vẫn giữ được rất là tốt. Và có giai đoạn á, như cái đường cong B chẳng hạn, có giai đoạn nếu chúng ta tập luyện tốt, tuy nhiên chúng ta bị bệnh gì đó thì sức khỏe nó sẽ suy giảm rất là nhanh, nhưng nó hồi phục được sau cái biến cố. Đó là những cái trường hợp như vậy. Còn nếu mà chúng ta không tập luyện gì hết thì sức khỏe chúng ta sẽ giảm và nó sẽ xuống luôn như thế này. Do đó mà cái thông điệp của chúng tôi muốn nói là khi cơ thể chúng ta già đi thì chúng ta chấp nhận sự suy giảm và áp dụng sớm những thay đổi lối sống để chúng ta có thể đạt được đường cong A. Sau đây tôi xin trình bày một số vấn đề sức khỏe thể chất thường gặp. Thì ở đây chúng ta thấy chúng ta bắt đầu bước vào cái lứa tuổi của người cao tuổi, thí dụ thì cái việc nghe nhìn chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều. Mình sẽ tai mình sẽ nghe nó không có được rõ, mắt mình nhìn cũng không có được rõ. Cái đó là cái quy luật của muôn đời, mình đừng có mong rằng là mình về già mắt mình sáng tinh, không có được. Nó sẽ dần dần, nó sẽ giảm đi. Những cái vấn đề sức khỏe về răng miệng chẳng hạn cũng vậy. Đến khi tuổi già, cái sức nhai của mình nó cũng sẽ giảm đi. Ở đây, nếu mà chúng ta để thừa cân béo phì thì sẽ có rất là nhiều những cái rối loạn chuyển hóa đi kèm. Và những cái bệnh lý về tim mạch cũng như là những cái bệnh về cơ xương khớp thì đó là cái tất yếu. Người nào khi lớn tuổi mình cũng có những vấn đề đau xương, đau khớp. Tất nhiên rằng là có người đau nhiều, đau ít đó. Thì và sau cùng đó thì đó là những cái trường hợp mà bị tiêu tiểu khó kiểm soát. Do đó mà
Khi chúng ta lớn tuổi dần, sức khỏe thể chất chúng ta nó sẽ suy giảm đi. Cái thông điệp chúng tôi muốn đưa ra đó là chúng ta hãy chấp nhận những cái sự thay đổi này. Và chúng ta cố gắng cải thiện trong khả năng của mình. Chúng ta không nên tự ti mặc cảm. Ví dụ như ở đây mình tiêu tiểu khó kiểm soát chẳng hạn, thì mình có thể mình mang cái tã lót vô ha, để cho mình nó có tiểu thì nó tiểu đi ra trong cái tã đó. Và mình không nên có một cái mặc cảm tự ti, nghĩ rằng là mình lúc nào cũng bệnh tật, mình vô dụng, mình là gánh nặng. Chúng ta hãy chấp nhận những cái sự thật là sức khỏe của mình với tuổi nó sẽ càng giảm dần. Tuy nhiên, chấp nhận nó với một cái tinh thần tích cực và vui vẻ. Để có thể dự phòng những cái vấn đề sức khỏe thường xảy ra khi chúng ta đến một cái lứa tuổi nào đó, thì việc nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe là rất là quan trọng. Do đó mà tại phòng khám bác sĩ gia đình của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chúng tôi ứng dụng cái mô hình toàn diện. Ở đó các bác sĩ sẽ phát hiện và giải quyết các vấn đề sức khỏe ưu tiên cho mỗi cá nhân chúng ta, sẽ dự phòng và tầm soát tùy theo cái nguy cơ của tuổi của mình hoặc là cái giới của mình, cũng như cái hành vi, cái cách sống của mình. Từ đó các bác sĩ sẽ đưa ra cho chúng ta những lời tư vấn về lối sống lành mạnh tùy theo mỗi cá nhân. Và bác sĩ có thể điều chỉnh thuốc cho mình theo cái nguy cơ và làm sao cho mình được lợi ích nhất. Vì bác sĩ gia đình là cái người hiểu biết mình nhất, theo dõi sức khỏe của mình thường xuyên, do đó biết được những cái gì mình cần làm và những cái gì mình cần theo dõi trong quá trình điều trị. Tôi lấy thí dụ như ở đây, ở dân mình thì thường có thói quen đi khám nhiều bác sĩ lắm. Cứ mỗi chuyên khoa thì mỗi bác sĩ chuyên khoa sẽ cho một cái toa. Bác sĩ cơ xương khớp sẽ cho một toa, bác sĩ tiêu hóa sẽ cho một toa, bác sĩ mắt sẽ cho một toa. Đôi lúc ba cái toa đó đi khám cùng một lúc trong ngày khám sức khỏe chẳng hạn, thì nó có những thuốc trùng lắp, mình không biết, mình về mình uống hết thì khi đó sẽ rất là nguy hiểm. Do đó, trong những trường hợp này, chúng ta cần đến một bác sĩ gia đình. Người ta sẽ tìm cái vấn đề ưu tiên nhất của chúng ta để người ta giải quyết, và từ từ người ta sẽ phối hợp với các chuyên khoa và người ta sẽ điều chỉnh, tránh trùng lắp thuốc, tránh những cái nguy cơ mà có thể xảy ra cho mình, vì bác sĩ gia đình là cái người biết mình nhất, tại vì người ta theo dõi sức khỏe của mình đã từ lâu rồi. Chúng ta vừa xem những cái vấn đề thể chất, bây giờ qua cái phần những cái vấn đề về tinh thần. Thì đến một lứa tuổi nào đó, khi tâm tư, cảm xúc chúng ta thay đổi, chúng ta bắt đầu có những cái nỗi lo, nỗi buồn. Thì trước những cái tình trạng này, cái điều mà chúng ta cần chuẩn bị trước đây khi có thể được là làm sao mà chúng ta có thể tự chủ được và không phụ thuộc, không là gánh nặng cho con và những người thân trong gia đình. Thì khi đó mình sẽ rất là đỡ lo lắng. Tại vì mình sẽ thấy mình không phải là một cái gánh nặng, mình sẽ không có lệ thuộc. Do đó cái này mình phải cần chuẩn bị và kéo dài cái thời gian mà mình không phụ thuộc, càng lâu càng tốt. Tất nhiên đến một lúc nào đó chúng ta sẽ phải phụ thuộc thôi. Đó là như vậy. Và chúng ta nên chấp nhận vai trò mới của mình. Trước đây mình có thể là cột trụ của gia đình. Trước đây mình có thể lo hết tất cả những cái việc ở trong nhà, về tiền bạc nhà cửa vân vân. Nhưng đến giờ, đến một lúc tuổi nào đó, mình không còn cái vai trò đó nữa. Thí dụ như trước đây mình là lãnh đạo, mình là sếp, mình là người rất là quan trọng. Nhưng bây giờ mình không còn ở những cái vị trí đó nữa. Thì mình không nên luyến tiếc cái quá khứ đó, mà mình nên chấp nhận cái vai trò mới của mình một cách vui vẻ. Ngoài ra chúng ta luôn cần giao tiếp và kết nối, lúc nào cũng cố gắng có nhiều bạn bè thì càng tốt, tham gia những cái câu lạc bộ của người cao tuổi và luôn duy trì sự kết nối.
Tuy nhiên thì đôi lúc có khi mình quá buồn đi, nỗi buồn nó trở thành tuyệt vọng, mình quá lo lắng, quá lo sợ và mình không còn những niềm vui về những cái điều mà trước đây mình yêu thích. Ví dụ như trước đây mình rất là thích chơi cờ tướng chẳng hạn, bây giờ mình không thích chơi nữa, thì đó là những cái dấu hiệu mà báo động đầu tiên là chúng ta cần sự hỗ trợ từ gia đình hoặc là hỗ trợ từ các bác sĩ. Thì các bác sĩ sẽ hỏi thăm và sẽ biết rằng là nếu chúng ta rơi vào tình trạng lo âu trầm cảm thì các bác sĩ sẽ có cách giải quyết và đôi lúc sẽ cần đến những nhà tâm lý học. Khi tình trạng lo âu hoặc là buồn phiền kéo dài thì bệnh nhân có thể có những cái sức khỏe tinh thần thường gặp, ví dụ như là trầm cảm, rối loạn lo âu hoặc là rối loạn ám ảnh. Những cái điều mà có thể dẫn đến tình trạng này thì thường thường là khi bệnh nhân có một cái vấn đề sức khỏe về thể chất, bị một cái bệnh nào đó thì người ta sẽ tự ti và tự cô lập mình. Ví dụ như người ta đi tiểu són trong quần chẳng hạn thì người ta sẽ không có muốn hòa nhập với bạn bè để đi chơi vân vân, và như vậy người ta sẽ tự cô lập mình. Hoặc là khi cái người lớn tuổi chứng kiến một người thân quen đã qua đời bệnh tật thì người ta sẽ rất là sợ và người ta sẽ rơi vào những trạng thái lo âu và nặng hơn nữa là trầm cảm. Hoặc là khi người lớn tuổi uống quá nhiều thuốc thì những cái tương tác thuốc đó nó sẽ làm ảnh hưởng rất là nhiều trên cái sự chuyển hóa và có thể gây nên những cái bệnh là rối loạn tâm lý do thuốc uống quá nhiều nữa. Và người lớn tuổi có thể có những cái triệu chứng như là cảm thấy mình ngủ cũng không còn ngon giấc nữa, có những cái rối loạn giấc ngủ, ăn kém ngon, rối loạn tiêu hóa, ăn không tiêu, biếng ăn vân vân, mệt mỏi thường xuyên hoặc thậm chí có những cái cơn đau mà người ta tưởng rằng là những cái cơn đau thực sự. Thí dụ như người ta đến khám vì những cái cơn đau thắt ngực chẳng hạn thì các bác sĩ sẽ làm những cái xét nghiệm để loại trừ và tất cả những cái xét nghiệm có thể đều bình thường. Vì sao? Có thể là người ta có những cái cảm giác đó nhưng mà thực sự không có mắc bệnh, và những cái cơn đau đó là những cái nguyên nhân về tâm lý. Thậm chí khi mà người lớn tuổi đôi lúc tưởng là mình hết bị nhiễm trùng này, bị nhiễm trùng kia, mình lo lắng nhất là trong cái thời kỳ Covid này, mình cứ nghĩ rằng mình bị nhiễm Covid nữa đó, thì mình cứ lẩn quẩn, mình rất là sợ, là tại vì nó có những cái vấn đề về dịch bệnh nó đe dọa. Cái việc mà chúng ta cần nâng cao sức khỏe cơ thể của mình cũng như có một cái tinh thần vững mạnh, nó sẽ giúp cho chúng ta có sức đề kháng, từ đó chúng ta mới vượt qua được. Cái sức đề kháng nó giúp cho chúng ta không bị nhiễm trùng trong những cái lúc này, nhất là trong cái mùa Covid này. Phần trình bày sau đây thì nói đến cái phần là khi trí nhớ của người lớn tuổi sẽ nhạt phai dần. Thì đó giờ mình cứ hay nghe người ta nói, à người này bị Alzheimer, ông này bị Alzheimer, mình lo sợ về sau này mình có bị bệnh Alzheimer hay không. Thì bệnh Alzheimer là gì? Đó là tên của một nhà thần kinh học người Đức ở đầu thế kỷ 20. Ông Alzheimer, tên ổng là ông Alzheimer, ổng tìm ra cái bệnh này. Và cái bệnh này nó diễn tiến trong một thời gian rất dài và não mình suy thoái dần dần không hồi phục. Thì có 50% những người lớn tuổi bị mắc mà không được chẩn đoán. Cho nên là có khi chúng ta cần phải lưu ý. Đôi lúc người ta chỉ nghĩ là ông bà này lú lẫn rồi, già lú lẫn thôi kệ đi, là già nào cũng lú lẫn. Không, đôi lúc nó là cái bệnh đó. Đó là như vậy. Thì những cái yếu tố nguy cơ của cái bệnh này thì trong gia đình nếu mà có người có đó thì cái khả năng cũng có thể có nhưng mà nó rất là thấp, nghĩa là dưới 1%. Cái yếu tố nguy cơ đó là càng lớn tuổi thì càng dễ bị, và còn lại đó là những cái yếu tố nguy cơ về tim mạch mà chúng ta có thể phòng ngừa được, như tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, hút thuốc lá.
Những cái này thì chúng ta có thể dự phòng được như đã nói trong cái bài trình bày trước của bác sĩ Nguyễn Thùy Châu. Và cũng nói thêm một chi tiết nhỏ thôi, bệnh Alzheimer thì người ta thấy đây là cái hình ảnh trên cái thần kinh bình thường của người bình thường trên cộng hưởng từ. Còn đối với người Alzheimer thì người ta thấy có những cái mảng, người ta gọi là những cái mảng, những cái đốm này nè, nó là những cái mảng amyloid, người ta thấy nó đi kèm và phát hiện rất là sớm trên những người mà bị Alzheimer. Thì các dấu hiệu gợi ý của bệnh này là gì? Thì đầu tiên chúng ta cái lớn nhất đó là trí nhớ bị suy giảm. Cái người bệnh sẽ không có nhận dạng được người, vật và sự việc chung quanh. Họ có thể có những cái rối loạn ngôn ngữ, thí dụ như là khó diễn đạt lời nói, khó viết. Và từ đó họ sẽ giữ im lặng và tự cô lập mình dần dần. Họ có thể có những cái rối loạn cử chỉ như là những cái việc tự chăm sóc cho mình hàng ngày họ không làm được, ví dụ như tắm rửa, đánh răng vân vân không làm được. Và có thể có những cái rối loạn định hướng, những cái rối loạn về thời gian, ví dụ như mất định hướng là không có biết hôm nay là sáng hay là chiều. Hoặc là về không gian là họ sẽ dễ không có nhận biết đường đi lối về, dễ lạc đường, thí dụ như đi ra khỏi nhà thì cũng không biết đường về chẳng hạn. Một số bất thường khác nữa thì tất nhiên đó là những cái hoạt động trí não nó bị suy giảm. Người bệnh sẽ không còn tập trung được, không suy luận, cũng không giải quyết vấn đề được. Những cái vấn đề đưa ra thì không giải quyết được. Để thích nghi và cải thiện sự sa sút trí tuệ, vậy thì chúng ta có thể làm gì? Thì chúng ta có thể kích thích trí tuệ của chúng ta bằng cách rằng là ai có một cái sinh hoạt gì, thí dụ như là thích đọc sách thì mình tiếp tục mình đọc sách, thích nghe nhạc mình tiếp tục mình nghe nhạc, thích chơi âm nhạc mình ai biết đờn thì cứ tiếp tục đờn, hoặc là có một cái hoạt động nghệ thuật nào đó, ai biết tranh vẽ tranh này kia thì mình cứ tiếp tục mình cố gắng mình kích thích cái trí tuệ mình, lúc mà mình tập trung mình làm một việc gì đó, đó là mình kích thích cái trí tuệ mình để nó đừng có nhanh đi đến cái sa sút trí tuệ. Một số người người ta khuyên là thí dụ như ai thích cờ tướng trò chơi ha, thì mình cứ chơi với những cái trò chơi đó, chơi cờ, chơi trò chơi. Tất nhiên là đừng có mang tính chất là cá độ mà tiêu tốn tiền. Cho nên là cái chuyện mà kích thích trí tuệ lúc nào cũng là một cái việc mà người ta khuyên. Ngay cả thí dụ như mình tính tiền, mình hồi đó mình cứ giờ mình cứ quen lấy máy tính mình tính, nhưng mà giờ mình thử mình tính mình không có máy tính, nó là một cách mình kích thích trí tuệ. Nói chung nó có nhiều cách lắm, cho nên là tùy khả năng của mỗi người thì chúng ta có thể áp dụng trong cái khả năng của mình. Kế đến đó là chúng ta có thể kích thích cảm xúc của cái người cao tuổi đó bằng cách là như có lần chúng tôi được đi tham quan ở nước ngoài về cái mô hình y học gia đình của các nước á, đối với các nhà dưỡng lão. Chúng tôi đi vô thấy một những người lớn tuổi nằm ở dưỡng lão á, cũng quên, nhưng mà gia đình á, để kế bên họ những cái gì, đó là những cái ảnh gợi ý lại cái gia đình, những cái ảnh của con cháu, những cái người mà họ rất là yêu thương, họ nhìn họ cảm xúc, cho dù họ bị bệnh họ quên hết rồi, nhưng mà những cái đó là kích thích để họ nhớ lại, và nếu mà họ có bị bệnh thì nó sẽ cải thiện, nó làm chậm dần cái sa sút trí tuệ của họ. Họ để những cái ảnh của những người gia đình, họ cho họ nghe những cái bài hát mà trước đây người lớn tuổi họ yêu thích, hoặc là để những vật kỷ niệm mà người lớn tuổi đó họ rất là gắn bó. Ví dụ như hồi nhỏ, hồi trẻ họ thích một cái vật gì đó, thì đến khi mà với tuổi lớn họ quên dần, mình cứ để kế bên họ những cái vật đó, thì như vậy họ
họ sẽ kích thích cảm xúc và họ nhớ lại, và trí nhớ họ nó đỡ nhạt phai hơn. Họ sẽ có một cái nguồn kích thích trong não để mà họ nghĩ lại, thì khi đó trí nhớ nó ít cái giảm hơn. Và cái phần mà để cải thiện sự sa sút trí tuệ đó là cái vận động thể chất, nó vẫn ở vị trí cũng là khá quan trọng. Nhưng cái phần này thì trong bài trước đã nói rất là nhiều, thì lưu ý là nó phải cá thể hóa theo từng người, mình làm cái khả năng gì nó phù hợp với cái cơ thể của mình, và mình không làm bất kỳ những cái động tác gì mà làm đau thêm cái hệ cơ xương khớp của mình. Tất nhiên nếu mà muốn tối ưu về vận động thể chất thì người lớn tuổi cần có cái sự khuyên hoặc là một cái lời thăm khám rồi lời khuyên của một nhà vật lý trị liệu mà người ta biết cái bệnh của mình, họ đã tập cho mình đó, thì họ sẽ cho chúng ta biết là những cái động tác nào chúng ta cần tránh vân vân, nhưng mà chúng ta vẫn phải tập luyện thể chất. Thì đó là những cái biện pháp chúng ta có thể cải thiện và thích nghi với những cái sa sút trí tuệ. Qua phần này thì tôi muốn nói đến những cái phần dành cho cái người chăm sóc của người cao tuổi. Cái phần này nó là do những nhóm người ở trên thế giới á, người ta đã từng chăm sóc những người lớn tuổi tại các viện dưỡng lão. Họ rất là thương mến và họ gửi cho chúng ta những cái tâm tình là họ đăng vào y văn để cho chúng ta có được một số những cái kinh nghiệm của họ, rút từ những cái kinh nghiệm chăm sóc rất là nhiều người lớn tuổi của họ. Thì họ thấy rằng là đối với người chăm sóc, khi mà chúng ta chăm sóc người lớn tuổi thì đầu tiên chúng ta nên đảm bảo là cái người lớn tuổi đó nhìn thấy và nghe mình và giao tiếp bằng mắt nhiều. Đặt lòng bàn tay, khi mà mình giao tiếp với người lớn tuổi thì cái người chăm sóc đó đặt lòng bàn tay mình hướng lên, thì như vậy làm cho người lớn tuổi có cảm giác lạc quan yêu đời hơn là nếu mình cứ úp cái bàn tay mình xuống, mình úp xuống thì thấy nó hết rồi, hết rồi, không còn gì để nói rồi. Đó thì người ta làm cho người ta sẽ nặng nề thêm. Và đối với người lớn tuổi, người chăm sóc nên sử dụng những cảm ứng như là sờ chạm, nắm tay người lớn tuổi, thì sẽ làm cho họ cảm giác được chia sẻ, được quan tâm rất là nhiều. Tuy nhiên trong giai đoạn dịch Covid này thì chúng ta không nên sử dụng cái cảm ứng này. Nhưng mà trong cái mùa thường thì chúng ta nên lưu ý. Khi mà người trẻ chăm sóc cho người lớn tuổi của mình đó, thì mình nên ở cùng cấp độ của người lớn tuổi. Thí dụ như người đó đứng thì mình đứng, người đó ngồi thì mình ngồi và ngược lại ha. Đừng có mình thì ngồi người ta đứng, hoặc là ngược lại thì không nên. Đó là những cái mà những người chăm sóc trước đây họ rút ra từ những kinh nghiệm thực sự của họ và họ viết lại cho chúng ta. Đối với người lớn tuổi thì mình nói chậm chậm mà mình làm chậm chậm. Mình nói nhanh quá họ không hiểu đâu, hoặc mình làm nhanh quá họ bị hụt hẫng đó. Cho nên mình lưu ý những vấn đề này đối với người lớn tuổi. Ngoài ra mình cần kiên nhẫn đón nhận sự phản hồi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là đừng bao giờ nói họ sai hết á. Đừng mâu thuẫn với họ, đừng khó chịu với họ. Đối với người lớn tuổi thì mình nên là đừng nói ngược họ. Thôi kệ đi, ta lớn tuổi rồi, thôi kệ đi ha. Đó, là như vậy thì nó tốt hơn cho họ. Và nhớ mình sử dụng tiếng cười thường xuyên đối với người lớn tuổi. Và nhớ rằng là có những cái mà người ta ghi trong cho chúng ta, để lại những người chăm sóc đó có kinh nghiệm á, họ có khuyên chúng ta rằng là đừng bao giờ hỏi cái người Alzheimer chẳng hạn, người lớn tuổi mà người ta không còn nhớ nhiều á, đừng bao giờ hỏi họ là bà có nhớ tôi không, bác có nhớ tôi hay không, đừng bao giờ hỏi hết á. À, tại vì khi đó chừng lại, người đó sẽ chừng lại và họ cảm thấy họ bị hụt hẫng là tại vì họ không nhớ đó. Cho nên mình tránh những cái câu hỏi là bà có nhớ tôi không, ông có nhớ tôi không. Mình hãy đừng bao giờ lập những cái câu đó đối với người lớn tuổi ha. Và cũng như là đừng bao giờ nhắc về một người thân đã chết.
thì những cái đó hãy để cho họ quên, tại vì càng nhắc họ sẽ buồn, họ sẽ đau, họ sẽ rất là khổ tâm nếu mà họ nhớ lại. Đó, đó là một số những cái lời dành cho những người chăm sóc người lớn tuổi. Sau đây thì chúng tôi xin nói về phần hành trang cho hành trình tiếp theo. Hành trình tiếp theo có nghĩa là khi không còn có mặt trên thế gian này nữa, thì cái hành trang đó, mọi tâm nguyện của người lớn tuổi cần được tôn trọng. Thí dụ như tâm nguyện của họ là gì? Là lựa chọn nơi ra đi, những hình thức tang lễ, người nào người ta thích chôn thì mình cứ tôn trọng cái ý nguyện của họ, người nào người ta thích thiêu, vân vân và vân vân. Thì người lớn tuổi họ sẽ cho mình biết, nên cho những người còn lại biết những cái tâm nguyện của mình, và người còn lại thì nên tôn trọng cái tâm nguyện của cái người đó. Và đối với người lớn tuổi thì việc phân chia tài sản cần được thực hiện khi còn minh mẫn. Điều này rất là quan trọng để về sau này con cái, nhất là gia đình đông con, các anh chị em ở trong gia đình không có mâu thuẫn với nhau. Do đó, đối với người lớn tuổi thì cần lưu ý điều này. Và kế đến đó là điều trị tích cực hay không là một lựa chọn. Khi đến một cái giai đoạn nào đó mà y tế không còn cách nào để cứu chữa nữa, người đó, cuộc sống của người đó quá đau đớn hay như thế nào đó, thì người nhà cũng nên đưa ra một cái quyết định là có nên tiếp tục hay không. Tất nhiên rằng cái đó mình cần cân nhắc và cần những cái ý kiến của những người làm trong ngành y tế, thì khi đó mình đưa ra những quyết định. Có khi mình thương người đó nhưng mà mình cứ kéo dài cuộc sống đôi lúc cho họ thì vẫn làm những cái điều chỉ làm cho họ khổ đau thêm và đau đớn hơn, thì không nên. Do đó mình cần suy nghĩ. Ngày hôm nay thì chúng ta đã có những cái dịch vụ chăm sóc xoa dịu cuối đời. Thì nếu có thể người đó đến giai đoạn cuối đời thì cần nghĩ đến. Tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đã có những cái dịch vụ này rồi. Và những cái nhóm người này có thể đến tận nhà giúp đỡ cho những gia đình mà con cái bận bịu đi làm hoặc là lo cho gia đình của mình mà mình không có khả năng lo được. Thì mình có thể nhờ những các dịch vụ này. Người ta có thể đến nhà làm vệ sinh, tránh nhiễm trùng, xoa bóp cho người lớn tuổi và có khi cho những thuốc giảm đau vân vân. Thì cái dịch vụ này chúng ta cần nghĩ đến. Đối với người mà người ta giai đoạn cuối đời đó, cho dù gì thì nhu cầu được giao tiếp, kết nối, chăm sóc, đón nhận tình cảm vẫn còn và vẫn còn tiếp diễn. Có khi người ta nằm đó, người ta không nói được gì hết. Tuy nhiên, người ta đón nhận được hết tất cả tình cảm của những người trong gia đình, những người yêu thương. Người ta đứng nói chuyện hoặc là nắm tay, thì cái người mà người ta nằm đó, đó người ta chưa chết chết, đó, người ta vẫn biết được hết. Đó. Đó là như vậy. Cho nên, đối với cái hành trang cho hành trình tiếp theo, chúng ta, người lớn tuổi, có thể cần suy nghĩ và chuẩn bị mình trước những cái ý này để khi mình ra đi nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Thì nãy giờ cái bài nói chuyện của chúng tôi về đón nhận một cách tích cực khi cơ thể mình già yếu đi, chúng ta đã xem qua những cái vấn đề về sức khỏe thể chất, những cái vấn đề về sức khỏe tinh thần. Làm thế nào để giảm cái việc suy giảm trí nhớ của chúng ta. Và chúng ta đã xem qua cái phần hành trang cho hành trình tiếp theo. Cái mục tiêu của bài nói chuyện này là làm thế nào chúng ta có được những cái kiến thức khi chuẩn bị bước vào một cái giai đoạn mới, là một phần ba sau của cuộc đời, mà chúng ta có thể chuẩn bị nó một cách có chất lượng cao nhất cho cuộc sống mình, một cách tích cực nhất, để cho một phần ba sao của cuộc đời của mình được nhẹ nhàng nhất. Bài nói chuyện của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an và luôn được an nhiên tự tại. Dạ vâng, xin cảm ơn phần trình bày rất là chi tiết của
Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Thị Mộng Hiệp. Và tiếp theo đến chương trình thì chúng tôi xin nối máy trực tiếp với lại hai báo cáo viên của chúng ta ngày hôm nay nhằm có thể giải đáp được những cái thắc mắc mà nãy giờ quý vị khán giả đã gửi chúng tôi trực tiếp trên trang fanpage này. Vâng, hôm nay dạ kính chào hai báo cáo viên ạ. Dạ, hôm nay chương trình của chúng ta đã nhận được rất là nhiều thắc mắc cũng như là câu hỏi và cũng như là sự quan tâm của quý khán giả. Đó là một tín hiệu rất là mừng vì mọi người đã bắt đầu rất là quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình. Thì có những câu hỏi nó có một sự hơi lặp lại về nội dung. Nên em xin phép được tóm theo các ý. Thì câu hỏi đầu tiên là liên quan đến một vấn đề rất là nóng bỏng hiện nay, đó chính là vaccine COVID. Thì có những câu hỏi được đặt ra do rằng khi mà một người cao tuổi có những bệnh lý bệnh nền thì có tiêm vaccine được hay không, và có cần có những cái phương pháp hay những cái vấn đề gì hay không, thì xin được nghe sự giải đáp của báo cáo viên ạ. Cảm ơn Phương và cảm ơn câu hỏi của quý vị. Thì đối với vaccine COVID thì khi mà chúng ta có những cái bệnh lý nền thì đó không phải là cái chống chỉ định để tiêm vaccine. Tuy nhiên, một khi mà chúng ta đã có bệnh lý nền rồi thì bệnh lý này cần phải đang ở trong cái tình trạng là ổn định. Thì tình trạng ổn định này không chỉ được xác định bởi cái cảm nhận chủ quan của người bệnh là mình cảm thấy ổn, mình cảm thấy bình thường, thấy khỏe, thấy cải thiện hơn so với cái giai đoạn trước, mà nó còn phải cần được xác định một cách khách quan bởi cái sự đánh giá của chính bác sĩ điều trị cái bệnh lý nền của quý vị. Và như vậy, bên cạnh đó thì trước khi mà chúng ta bước vào để tiêm chủng COVID, vaccine COVID thì chúng ta cũng luôn được khám sàng lọc, và tại cái giai đoạn đó thì một lần nữa chúng ta sẽ được đánh giá những cái tiền sử, đặc biệt là tiền sử bệnh lý nền dị ứng và chính những cái dấu hiệu sống, dấu hiệu sinh hiệu ngay tại cái lúc đó xem là có ổn định hay không. Vì vậy mà xin quý vị chúng ta cũng cùng yên tâm và cùng có thể chúng ta cùng đến khám với lại bác sĩ điều trị của mình, cũng như là yên tâm vào đội ngũ khám sàng lọc khi mà chúng ta đến tiêm vaccine. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Thùy Châu. Tôi xin bổ sung rằng là đối với những người mà hiện tại đó, chúng ta có lúc chúng ta không có biết mình có bệnh lý nền, nhất là những người trẻ tuổi. Nếu mà chúng ta không có đi khám sức khỏe định kỳ, chúng ta quá bận rộn trong cái việc là chúng ta phải đi làm, vân vân, cơm áo gạo tiền. Đôi lúc chúng ta cũng không có đi khám, và đôi lúc mình bị cái bệnh mãn tính nào đó, thí dụ như là tăng mỡ máu, tiểu đường, vân vân, mình cũng không biết. Mình đợi đến khi mà có bệnh nặng rồi thì mình mới đi. Thì những trường hợp đó, chính bản thân cái người đó, người ta sẽ không biết họ có bệnh nền để mà khai với cái bác sĩ khi mà bác sĩ sàng lọc. Do đó cái lời khuyên của chúng tôi rằng là mỗi người chúng ta cũng nên ý thức giữ gìn sức khỏe của mình. Không phải cái bệnh nào nó cũng thể hiện sớm cho mình biết đâu. Đôi lúc nó chỉ thể hiện ở giai đoạn cuối, do đó mình nên khám bệnh trước để biết cái khám định kỳ để bác sĩ có thể tư vấn cho mỗi cá nhân chúng ta. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn phần giải đáp thắc mắc của hai báo cáo viên, và đó cũng là những thông tin hết sức là cần thiết đến cho tất cả quý khán giả, cũng như là đã giải tỏa được một phần nào lo lắng về cái vấn đề vaccine COVID. Và cùng với những cái vấn đề về người lớn tuổi thì có những câu hỏi được đặt ra như sau. Trong cái thời gian mà dịch bệnh đang diễn biến khó lường, cũng như là chỉ thị giãn cách xã hội chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành, thì có những ông, những bà trong thời gian qua đã phải ở nhà rất là nhiều, và đã xảy đến tình trạng là có những người bị biếng ăn, khó ngủ, và không biết là bác sĩ có thể có những cái lời khuyên nào, hay là những cái vấn đề biếng ăn, khó ngủ đó có ảnh hưởng đến cuộc sống hay không? Xin nhờ sự giải đáp của báo cáo viên ạ. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Thì trong cái bài trình bày hồi nãy của chúng tôi á, trong cái quá trình mà nhất là trong cái mùa dịch COVID này, cái sức khỏe tinh thần của đa số mọi người chúng ta đều bị ảnh hưởng. Do đó, nếu chúng ta làm được những cái biện pháp mà nãy chúng tôi đã trình bày,
thì khi đó những cái vấn đề biếng ăn, mất ngủ, những cái rối loạn lo âu đó chúng ta cố gắng mình như trong bài tìm một cái việc gì mình làm để kích thích mình suy nghĩ về trí tuệ của mình vận động thể chất, những cái đó là những cái tự bản thân mình giúp được mình, thì mình cố gắng làm những cái vận động đó. Thì khi đó một phần nào đó như nãy chúng tôi có nói á, tự chúng ta cũng chữa được bệnh của mình nếu mà chúng ta ý thức được rằng là do mình quá lo lắng vân vân và vân vân. Còn nếu mà trong trường hợp mà nó vượt quá khả năng của mình vẫn còn sợ hãi lo âu, hiện tại cũng xảy ra rất là nhiều người, thì đôi lúc chúng ta cần nói với gia đình trước và sau đó chúng ta cần nói với bác sĩ. Tuy nhiên trong cái thời kỳ Covid hiện nay mà giãn cách xã hội như hai ngày nay thì làm sao chúng ta gặp được bác sĩ? Thì sẵn dịp này chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị, ông bà, cô bác và anh chị em cùng các đồng nghiệp rằng là tại phòng khám của đa khoa của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chúng tôi có một cách để giúp cho chúng ta khi mà không di chuyển được, đó là cái tư vấn online. Thì ông bà, cô bác và anh chị em có thể vào trang web của phòng khám và đặt lịch hẹn, thì sẽ có những cái bộ phận có thể giúp cho mình và kết nối được với các bác sĩ để mà chúng ta có thể được tư vấn trong cái mùa dịch này khi chúng ta không thể di chuyển được. Dạ, xin. Dạ vâng, xin cảm ơn phần trả lời của Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mộng Hiệp. Thưa cô là bên cạnh đó thì cũng có những cái thắc mắc liên quan tới vấn đề mà ăn uống dinh dưỡng của người lớn tuổi, là có những cách nào để có thể hay là những thực phẩm nào giúp để bổ sung dinh dưỡng trong mùa giãn cách khi mà có những đối tượng là bị thiếu hụt dinh dưỡng, hay là trong thời gian hiện nay thì cũng có trong thời tiết cũng như là do giãn cách nên là có nhiều người biếng ăn, thì có những cái dinh dưỡng mình nên có một chế độ dinh dưỡng như thế nào là phù hợp ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của quý vị. Thì như chúng ta đã biết thì cái sức khỏe của mình cũng như là cái hệ miễn dịch của chúng ta nó sẽ được xây dựng dựa trên một cái sự tích lũy lâu dài về những cái thay thói quen và lối sống lành mạnh, thì nó sẽ được xây dựng nên từ nhiều năm nhiều tháng chứ không phải là đùng một cái mà chúng ta có thể có được ngay một cái sức khỏe như vậy. Vì vậy mà khuyến khích chúng ta là cùng thay đổi một cái lối sống lành mạnh sớm nhất ngay khi có thể, chứ không đợi vào cái thời gian dịch bệnh hoặc là khi mà chúng ta bắt đầu bước vào những cái bệnh lý mãn tính mà có triệu chứng thì chúng ta mới áp dụng. Thì riêng trong cái mùa giãn cách này thì trong cái điều kiện mà chúng ta khó có được những cái nguồn thực phẩm tươi sống mà dồi dào như là một cái lúc bình thường, thì chúng ta có thể ăn theo những cái điều kiện mà mình sẵn có, thì nó cũng là một trong một cái giai đoạn mà hy vọng là nó sẽ không kéo quá dài. Thì trong cái điều kiện này chúng ta có thể quan sát nếu mà trong cái hàm lượng bữa ăn của mình mà không có đảm bảo được đầy đủ những cái chất như là bài trình bày vừa nãy vừa chia sẻ, thì chúng ta có thể bổ sung thêm sữa, có thể bổ sung thêm những viên vitamin tổng hợp, thì nó sẽ giúp phần nào cân bằng lại cái nhu cầu năng lượng cho cơ thể. Tuy nhiên cái nhu cầu của mỗi người á, biếng ăn á, hay là gì thì nó lệ thuộc vào cái thói quen của mình nữa. Có người thì người ta quen uống sữa rất là nhiều, có người thì người ta không uống được, vân vân và vân vân. Do đó tùy theo mỗi người và tùy cái khả năng của cái chế độ ăn của mình nữa, thì nó còn lệ thuộc rất là nhiều thứ. Cái lời khuyên của chúng tôi á, thì là nếu có thể được á, mỗi cá nhân mình á, có những cái thói quen khác nhau, có những cái hoàn cảnh khác nhau, thì quý vị có thể là xin tư vấn và qua online cũng được. Thì mỗi người nó có một cái cách để bác sĩ dinh dưỡng người ta có thể trả lời cho chúng ta chính xác hơn là trong mùa dịch này ta cần nên ăn những gì trong cái hoàn cảnh của mỗi người nha. Tại giờ nếu mà chúng tôi nói thì có khi đúng từng hoàn này, cảnh đúng như này mà không có đúng với người khác nha. Thì tư vấn online khám dinh dưỡng ở phòng khám chúng tôi khám vào sáng thứ tư và sáng thứ năm. Chúng ta có thể xin hẹn online trước.
Và xin bổ sung là đặc biệt đối với những cái nhu cầu về dinh dưỡng đặc biệt, ví dụ như là canxi hay là vitamin D cho người lớn tuổi, thì nó cũng sẽ cần phải phụ thuộc vào cái kết quả mà chúng ta đánh giá khách quan, chứ không phải là cảm nhận chủ quan của người bệnh. Thì khi đó thì khi mà chúng ta đến khám với bác sĩ thì chúng ta sẽ có được là bác sĩ sẽ đánh giá là cái mức độ chúng ta thiếu hụt ra sao, như thế nào, trong sao. Thì khi đó thì cái chỉ định mà chúng ta bổ sung nó mới phù hợp và mới đáp ứng được đúng đủ nhu cầu. Đôi khi chúng ta uống quá nhiều thì nó cũng sẽ không có giúp ích cho mình mà đôi khi còn gây hại. Xin cảm ơn ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn phần cung cấp rất là nhiều thông tin của hai báo cáo viên. Và chúng tôi xin nhắc lại là ở phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch hiện nay đã bắt đầu có dịch vụ tư vấn và khám trực tuyến online. Quý vị có thể liên hệ đến trang fanpage của phòng khám hoặc là liên hệ đến số điện thoại 028 386 20120 để được biết thêm về lịch khám của các chuyên khoa cũng như là đặt lịch hẹn với các chuyên gia của chúng tôi ạ. Và kính thưa và thưa hai bác sĩ, thì bên phía quý khán giả còn có một câu hỏi sau là trong cái thời gian mà giãn cách xã hội như vậy thì cái việc mà đi ra ngoài là một điều mà rất là hạn chế, thì không biết là có những cách nào để mình có thể vận động thể chất trong mùa giãn cách này không ạ? Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của quý vị. Thì đúng là chúng ta đang trong một cái điều kiện rất là hạn hẹp về nhiều cái phương tiện để hỗ trợ để chúng ta có thể sống thực sự một cái thay đổi lối sống nó lành mạnh được. Tuy nhiên khi mà chúng ta đã có cái động lực mà chúng ta muốn thực hiện thì không có cái gì có thể ngăn cản được mình hết. Thì đối với lại vận động về mặt thể chất thì chúng ta có thể chỉ cần một cái không gian nhỏ và chúng ta tận dụng những cái điều kiện sẵn có. Ví dụ như là nếu mình may mắn có một cái chút sân vườn phía trước, hoặc là mình may mắn có những cái cửa sổ mà đón nắng ở hướng đông chẳng hạn, thì mình có thể tận dụng để mình tập thể dục trong cái hoàn cảnh như vậy. Và cũng khuyến khích là chúng ta có thể cùng tập với người thân rồi mở thêm âm nhạc để cơ, đó cũng là một trong những cái hành động mà chúng ta có thể tăng cái kết nối trong gia đình. Thì đối với riêng người cao tuổi thì bất kỳ tập một bài tập nào thì nó cũng cần đảm bảo là cái tính an toàn và đảm bảo cái sự thăng bằng và không có gây đau ở bất cứ vị trí nào. Thì đối với người cao tuổi thì những cái nếu mà không có một cái bệnh lý cơ xương khớp nào đặc biệt thì chúng ta vẫn có thể tập những bài tập như là xoay các khớp nhẹ nhàng, đi bộ tại chỗ hoặc là đi bộ vòng vòng xung quanh cái nơi mà mình sinh sống, ở bên trong cái nơi mình sinh sống, hoặc là những cái động tác mà nếu mà trước đây quý bà con cô bác mà có tuổi mà đã từng tập, ví dụ như là thái cực quyền hay là yoga cho người cao tuổi mà mình đã từng tập và mình đã thấy là phù hợp với mình thì mình vẫn có thể duy trì mặc dù là trong một cái không gian nó rất là nhỏ hẹp như vậy. Còn nếu mà mình có một cái bệnh lý về cơ xương khớp nào đó thì chúng ta nên đến với bác sĩ để có những cái bài tập cá thể hóa để tránh những cái tổn thương không đáng có ạ. Cũng xin bổ sung ý của bác sĩ Châu, thì mình trong cái hoàn cảnh bây giờ đó, có khi trong nhà mình chỉ cần 2 mét vuông hoặc là may mắn được 4 mét vuông thì mình cứ tập ở trong cái diện tích đó của mình, vì bây giờ mình đâu có đi ra ngoài được đâu, thì cũng đủ nữa. Mình chạy lúp xúp, mình tập những cái động tác mà đó giờ mình vẫn làm, thì cái đó là một cái cách để mình giải quyết trong cái thời kỳ mà phải giãn cách xã hội lúc này. Dạ. Và xin lưu ý là chúng ta nhớ mở cửa thông thoáng cũng như là phối hợp với hít thở sâu trong cái quá trình chúng ta tập luyện và giữ một cái tinh thần thoải mái lúc mà tập luyện, thì tránh để cho tinh thần chúng ta được thoải mái và đẩy lùi bớt những cái lo âu sang một bên. Thì ngược lại thì cái hiệu quả của nó sẽ đem lại cho chúng ta, như đã nói, một cái chất giảm đau rất là hiệu quả, đó là endorphin. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn sự giải đáp thắc mắc của hai bác sĩ. Và có một cái vấn đề nữa, mà vấn đề này là chắc hẳn là chúng ta rất là nhiều người gặp trong cái cuộc sống đối với những người lớn tuổi, đó chính là vấn đề mà người thân mình quên dùng thuốc. Thì không biết là hai báo cáo viên có thể có những cái lời khuyên hay là những cái phương pháp nào mà có thể giúp cho gia đình cũng như là người lớn tuổi có thể nhớ đến việc mà dùng thuốc như thế nào cho đúng giờ được không ạ? Đối với vấn đề mà người thân mình hay quên dùng thuốc á, thì
Thí dụ như mình biết rằng là người thân mình có một cái toa bác sĩ có những cái loại thuốc đó, thì bây giờ nó có tất ở nhiều nơi lắm, ở các nhà thuốc Tây nó bán những cái hộp á, mình chia sẵn sáng trưa chiều tối cái thuốc đó trong ngày hoặc là trong tuần, mình để sẵn những cái hộp đó, mình nhắc người ta uống. Tuy nhiên không phải lúc nào người ta cũng nhớ đâu, người lớn tuổi người ta hay quên lắm, người ta nhất là người ta có người thì thích uống thuốc, có người thì lại sợ uống thuốc, vân vân và vân vân. Cho nên mình cố gắng mình nhắc, nếu mình có thể có mặt trong nhà thì đến giờ thì mình nhắc thì nó dễ. Nhưng mà nếu mình phải đi làm hoặc là những người ở trong nhà người ta không có đủ khả năng ở để nhắc á, ví dụ như mấy đứa nhỏ ở chung hay gì đó mà nó cũng không có đủ ý thức được để nhắc á, thì đôi lúc cái cách thì có khi mình nên để một cái đồng hồ báo thức nào đó thì đến đúng giờ đó nó reng lên, thì người lớn tuổi người ta thấy cái giật mình cái thấy cái báo cái đồng hồ nó reng lên thì người ta sẽ nhớ à con tôi nó nhắc tôi uống thuốc chẳng hạn đó. Thì cái cách đó cũng là một cách, nói chung nó có nhiều cách lắm. Bản thân tôi là cũng hay ngồi lâu, nhưng mà khi mà mình biết rằng là mình lớn tuổi mình ngồi lâu mình sẽ đau lưng, mà đôi lúc công việc á, ví dụ như ngồi máy vi tính làm những soạn thảo những cái bản này bản kia nó kéo dài rất là nhiều, và mình phải tập trung, lúc đó đầu óc mình tập trung rất là dữ, mình quên đứng dậy, và khi mà mình cứ ngồi suốt á thì nó cái sức nặng của mình nó sẽ đè lên trên cột sống mình, sau đó mình sẽ đau lưng rất là dữ. Thì bản thân tôi áp dụng là tôi lấy cái đồng hồ trên máy tính á, hoặc là cái đồng hồ trên điện thoại á, tôi bấm giờ cứ đúng một tiếng đồng hồ thì cái đồng hồ nó reng lên, có khi 40 phút nó reng lên thì tôi biết rằng là tôi phải đứng dậy đó, thí dụ vậy. Tại vì mình cũng quên à, chứ mình không phải mình nhớ đâu, khi mình tập trung nhất là mình có một cái công việc mình phải tập trung mình sẽ quên á, chứ mình mất tập trung vô cái việc của mình đó. Thì một cách thì có thể chia sẻ vậy thôi, nếu có thể được thì sẽ suy nghĩ thêm cái cách nào nữa, nhưng mà cái đó là một số cách thôi. Vâng, thì nếu như chúng ta có thể thứ nhất là chủ động có được một cái lối sống lành mạnh thì cái tinh thần của chúng ta, cái sự minh mẫn nó sẽ được kéo dài là điều đầu tiên. Thì nếu mà chẳng may chúng ta đã bước vào mắc nhiều những cái bệnh lý mãn tính thì lúc này thì sẽ cần sự hỗ trợ với của người thân trong gia đình. Thì cho dù là chúng ta ở bên cạnh hay là chúng ta không bên cạnh thì vẫn có rất là nhiều phương tiện mà một khi chúng ta đã muốn thì có thể thực hiện được. Như vừa rồi Phó Giáo sư Hiệp có chia sẻ thì có thể là dùng báo thức nhắc trước khi mình ra khỏi nhà, hoặc là chúng ta cần là đến gần cái giờ đó có thể gọi một cú điện thoại về nhà chẳng hạn. Nói chung cái cách mà chúng ta chăm sóc có rất là nhiều và nó sẽ dựa trên cái tình yêu thương của mình dành cho người thân của mình. Cảm ơn ạ. Vâng, thì tôi dựa vào ý của bác sĩ Châu, tôi cũng hồi nãy tôi có nói cái đoạn là cái dịch vụ mà điều dưỡng gia đình chăm sóc tại nhà đó, thì mình có thể nhờ, nếu mà mình quá bận bịu để phải đi làm và mình quá bận bịu với cái gia đình riêng của mình nữa mà mình không thể nào chăm sóc được những người lớn tuổi, thì mình có thể, nếu mình có điều kiện, dựa vào những cái dịch vụ điều dưỡng gia đình đến chăm sóc tại nhà. Thì các điều dưỡng gia đình, những người đến chăm sóc tại nhà có thể lúc đó người ta giúp cho cái người lớn tuổi đó uống thuốc vân vân, người ta chăm sóc. Thì thường thường là cái hệ thống đó nó phải ở gần nhà mình để làm chi, để người ta di chuyển cho nó dễ. Vâng. Dạ vâng. Vâng, một lần nữa thì Phương xin cảm ơn sự báo cáo rất là nhiều thông tin bổ ích, cũng như là những chia sẻ rất là gọi là từ tâm của tất cả của hai bác sĩ của mình, và cũng như là sự tham dự của tất cả quý khán giả ngày hôm nay. Thì thời gian chương trình cũng có hạn, thì rất cảm ơn sự đồng hành của báo cáo viên cũng như là tất cả quý khán giả đang xem chương trình này. Và Phương biết là sau cái buổi này quý vị sẽ có những cái thắc mắc, thì quý vị có thể lưu lại những thắc mắc đó và gửi đến trực tiếp trên trang fanpage của phòng khám để có thể nhận được sự giải đáp. Và đồng thời, hiện tại thì tại phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có bắt đầu tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến
Thì quý khán giả, nếu như mà mình có nhu cầu tìm hiểu thêm thì quý khán giả có thể nhắn tin cho fanpage của phòng khám hoặc là liên hệ đến hotline của phòng khám để biết thêm thông tin chi tiết về lịch hẹn cũng như là cách đặt hẹn. Thì số điện thoại để liên hệ là 028 38 620 120. Và mong rằng là sau ngày hôm nay, sau khi nghe những cái chia sẻ cũng như là hướng dẫn chăm sóc của bác sĩ với thì mình sẽ phù hợp với từng nhu cầu của từng gia đình, thì chúng ta sẽ có một góc nhìn mới giúp cho cuộc sống của gia đình mình và được nâng cao hơn, và chúng ta luôn lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương người thân của mình. Và xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong thời gian sớm nhất, và chúc mọi người cùng nhau có sức khỏe, giữ gìn sức khỏe để cùng vượt qua được những ngày sắp tới này. Xin chân thành cảm ơn và chào tạm biệt. Phòng khám đa khoa trực thuộc Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được thành lập theo quyết định số 05943/SIT/GPHD, chịu trách nhiệm chuyên môn về khám và chữa bệnh, phòng bệnh, chăm sóc và tư vấn sức khỏe cho người dân. Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch do Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Phòng khám đa khoa Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trực tiếp phụ trách, được xây dựng và thành lập bởi ban lãnh đạo có tầm nhìn và đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên nghiệp, thường xuyên cập nhật kiến thức, phương pháp chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật y khoa tiên tiến hiện đại, lấy người bệnh là trung tâm để phục vụ. Hiện phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tọa lạc tại số 461 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, có đầy đủ các chuyên khoa như nội tổng quát, nội tim mạch, nội thần kinh, ngoại tổng quát, sản phụ khoa, nhi khoa, tai mũi họng, da liễu, mắt, khúc xạ, hợp tác với Úc, tư vấn tâm lý y khoa, hợp tác với Pháp, phòng trị liệu và can thiệp sớm về lĩnh vực âm ngữ cho trẻ em và người lớn, hợp tác với Úc, cơ xương khớp, y học thể dục thể thao, tư vấn dinh dưỡng, y học cổ truyền và răng hàm mặt. Các chuyên khoa được đảm nhận bởi các chuyên gia bác sĩ giàu kinh nghiệm. Ngoài ra, phòng khám còn có các đơn vị xét nghiệm, đo chức năng hô hấp, nội soi và chẩn đoán hình ảnh với máy móc hiện đại tiên tiến nhất. Phòng khám còn có trung tâm đào tạo chẩn đoán hình ảnh từ xa, có thể hội chẩn với các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và các chuyên gia quốc tế khi cần thiết. Bên cạnh các chuyên khoa trên đây, tại phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, đặc biệt có phòng khám bác sĩ gia đình. Tại phòng khám bác sĩ gia đình, bệnh nhân sẽ cảm nhận được cách tiếp cận và phục vụ hoàn toàn khác biệt với đội ngũ bác sĩ gia đình thân thiện, ân cần, luôn lắng nghe, thấu hiểu, tạo mối quan hệ gần gũi, tin cậy giữa bác sĩ với bệnh nhân. Từ đó bác sĩ gia đình giống như bác sĩ riêng, có thể biết rõ bệnh tật, sức khỏe, tâm lý, thói quen, lối sống, yếu tố nguy cơ của từng người bệnh. Nhờ vậy mà bác sĩ có thể đưa ra kế hoạch phòng ngừa, theo dõi, phát hiện sớm và có phương thức điều trị cụ thể, hiệu quả nhất cho bệnh nhân theo nguyên lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện. Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, mỗi cá nhân sẽ được lập một bệnh án điện tử, lưu trữ tất cả các thông tin liên quan đến bệnh tật từ lúc bắt đầu được theo dõi đến khi cuối đời. Nhờ đó bác sĩ có thể chăm sóc liên tục cho cá nhân bệnh nhân cũng như người thân trong gia đình. Đồng hành với bệnh nhân luôn luôn có đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao là các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, là giảng viên của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trực tiếp theo dõi, chăm sóc sức khỏe, điều trị. Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được sự hỗ trợ điều trị từ các giáo sư, bác sĩ chuyên khoa đồng ngành khi có nhu cầu khám và điều trị chuyên khoa sâu. Phòng khám còn thiết lập hợp tác toàn diện với khoa y học gia đình của các trường đại học trên thế giới như Đại học Y khoa Liège và Đại học Tự do Vương quốc Bỉ, Đại học Y khoa Boston, Hoa Kỳ, Đại học Y khoa Flinders, Úc và các tổ chức chăm sóc sức khỏe quốc tế nổi tiếng trên thế giới. Khách hàng khi đến với phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ được nhiều lợi ích như được chào đón trong một môi trường thoải mái và thân thiện, sắp đặt lịch khám và tư vấn theo yêu cầu, không phải chờ đợi quá lâu, được lắng nghe và tư vấn các thắc mắc, các vấn đề sức khỏe của bạn, được lựa chọn bác sĩ mà mình yêu thích để được chăm sóc sức khỏe suốt đời với hồ sơ sức khỏe cá nhân, được vi tính hóa và được quản lý bảo mật, được các bác sĩ theo dõi sức khỏe toàn diện và liên tục bằng hệ thống bệnh án điện tử, được bác sĩ giải thích cụ thể bệnh tật và hướng dẫn kỹ cách chăm sóc. Ngay cả khi hết bệnh vẫn được bác sĩ tiếp tục tầm soát các yếu tố nguy cơ đang ảnh hưởng đến sức khỏe, được bác sĩ chăm sóc cả khi đang bệnh và kể cả lúc hết bệnh, tiết kiệm chi phí nhờ chỉ định đúng xét nghiệm và thuốc cần thiết để điều trị hiệu quả,
được hướng dẫn tận tình trong việc dự phòng, theo dõi và điều trị bệnh, được sự hỗ trợ điều trị từ các giáo sư, bác sĩ chuyên khoa đầu ngành khi có nhu cầu khám và điều trị chuyên khoa sâu, hỗ trợ dịch vụ chẩn đoán từ xa giữa phòng khám và các chuyên gia y tế nước ngoài, được phục vụ cung ứng thuốc theo quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế, được tư vấn qua điện thoại từ 7:30 đến 16:00 từ thứ Hai đến thứ Sáu và từ 7:30 đến 11:30 thứ Bảy. Khách hàng sẽ được chăm sóc sức khỏe với nhiều kỹ thuật tân tiến hiện đại cùng với sự tư vấn kỹ càng từ các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Với những lợi ích nêu trên, Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch luôn tự hào bởi sự nỗ lực phát triển không ngừng nhằm mang đến những điều kiện chẩn đoán, điều trị, theo dõi, dự phòng tốt nhất và trở thành nơi chăm sóc sức khỏe toàn diện cho mọi gia đình. Điểm nổi bật của Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đó là đội ngũ nhân viên y tế, là các thầy cô rất là có nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản ở nước ngoài và trong nước, làm việc với tinh thần là y đức gương mẫu. Ngoài ra trang thiết bị được đầu tư hiện đại, giá cả hợp lý và các chuyên môn thì đầy đủ, tất cả các chuyên khoa theo quy mô của một phòng khám đa khoa hoàn chỉnh. Ngoài ra thì phòng khám có các chương trình truyền thông giáo dục sức khỏe định kỳ hàng tháng nhằm đem đến cái kiến thức sức khỏe cho người dân tự chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho mình. Có thể thấy, mô hình bác sĩ gia đình đã phát triển từ lâu ở nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, từ năm 2000, Bộ Y tế chính thức công nhận chuyên ngành y học gia đình và cho phép đào tạo bác sĩ. Ngành y tế bắt đầu phát triển mô hình này, nhưng số lượng phòng khám hoạt động hiệu quả theo đúng mô hình và nguyên lý y học gia đình chưa nhiều. Tại Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, bệnh nhân được khám, theo dõi, tầm soát các vấn đề sức khỏe tại phòng khám bác sĩ gia đình. Khi có bệnh cần ý kiến chuyên khoa, bệnh nhân sẽ được các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành khám ngay tại phòng khám mà không cần gửi đi nơi khác. Sự ra đời của Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ là một môi trường thuận lợi để góp phần phát triển chuyên ngành y học gia đình, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói riêng và của cả nước nói chung. Thì Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thì là một cái đơn vị trực thuộc trường, giống như các cái phòng khám đa khoa khác. Thì ngoài ra thì nhà trường cũng đã phát triển thêm một số cái chuyên khoa mà chưa phát triển ở Việt Nam. Ví dụ như là khúc xạ nhãn khoa, như là âm ngữ trị liệu, như là đơn vị can thiệp sớm là cho những trẻ bị rối loạn về nuốt, nói, cũng như là các trẻ tự kỷ. Đặc biệt là nhà trường có một cái trung tâm chẩn đoán hẳn từ xa, có thể kết nối với trong nước cũng như nước ngoài, có thể hội chẩn với các chuyên gia quốc tế cũng như là các chuyên gia đầu ngành trong cả nước, và có thể kết nối với các trung tâm nhận hình ảnh mà của các tỉnh cũng như các thành phố. Và trong tương lai gần thì trường đang kiếm nhà đầu tư để xây dựng bệnh viện trong ngày cũng như là trung tâm đào tạo nhân lực, thì đây sẽ trở thành một cái phối hợp rất quan trọng trong vấn đề đào tạo cũng như là làm các cái dịch vụ về đào tạo và dịch vụ y tế. Điều này sẽ giúp nhà trường phát triển cũng như là đóng góp vào cái sự chăm sóc, bảo vệ và đào tạo nguồn nhân lực y tế cho thành phố Hồ Chí Minh và cho cả nước. Có thể nói trong bối cảnh gánh nặng chi phí bệnh tật đang tăng nhanh, nhất là các bệnh mãn tính như tim mạch, hô hấp, khớp, ung thư, thì mô hình phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, cải thiện sức khỏe và niềm tin của người dân, đồng thời góp phần giải quyết tình trạng quá tải đáng báo động của các bệnh viện tuyến trên hiện nay. Khác với các phòng khám khác, Phòng khám đa khoa Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch được đảm nhận bởi các chuyên gia đầu ngành, các giáo sư bác sĩ giàu kinh nghiệm, đa số được đào tạo ở nước ngoài với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm của hoạt động chăm sóc, dự phòng và điều trị,